chú đi. Này 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 này. Anh nói nghe nè con ơi, hồi nhỏ kỳ chắc leo xíu nó té là loại bằng hồng đúng không? Thôi được rồi, được rồi. Con gái anh làm gì nữa nhé, gái lù đèn, đây là mày mừng. Trời ơi, cái gì nhỏ quá thì mấy cái nhện em ngồi như đặt bàn tơ vậy. Ủa rồi sao không biết mở cái này vậy? Trời ơi con quỷ, lên chi tôi thợp cài tôi bếp quan liền công rồi không chữ ai cho này. Lên lên. Trời ơi. Má luôn mấy chị yêu xinh đẹp. Em đỡ trở lại ngồi đây. Trời ơi. Sao giống Trịnh taxi dữ à. Bữa nay mấy ba ơi, giờ này buồn ngủ muốn chết luôn nè, con mắt mở không lên luôn, biết bị cái vụ gì. Nó mắc cái chứng hôn gì giờ tự nhiên nó buồn ngủ mà mở mắt không lên. Rồi mâm sao rồi, cho mượn mâm xe luôn được không, cho xin mâm đó thôi, là hai mâm rồi sòn bữa nay. Ý này lên đi mấy chị ơi, mấy chị ơi, mấy chị ơi, không có ngờ là một ngày em có cái giá này cho mấy bạn nha. Đồng hồ em về rồi đó, em có 20 cái đồng hồ thôi à. Trời ơi đẹp giả mang chưa, sale đồng giá cái đây 1.2 triệu hết nè. Hàng mới về sale đồng giá 1.2 triệu. Duyên ơi, Duyên ơi Duyên, cái này mới về mà cái mặt mày chinh chấu bị lỗi tao không có chịu nha. Đền tao nè, trả lại. Đã dặn rồi, đồ lỗi là không bán nè. Nhận nhận không coi nè. Đền tao 2 triệu cái mặt liền lẹ lơ. Đổi lại cho tôi. Sao vàng khừ sao được, ba đồ mới về kỳ vậy. Wow, bữa nay đồng hồ em cho đỡ lỗ 10 bán lỗ 20. Hôm nay trên maximum này luôn cho em nè. Ý luôn à. Ý hả? Em cho đỡ lỗ 10 bán lỗ 20 đeo trong vòng 1 tháng. Qua 1 tháng em tính 15-25% bình thường. Với lại mấy chị ơi, hôm gầy em lên à, không phải. Em bắn tem vàng 18 á. Em bắn tem vàng 600-610 17k với vàng 24k. Em muốn ba lần rồi. Hôm nay em xong luôn đó mấy chị thấy hôm nay cái mặt em nhỏ xíu không? Em không có ngủ luôn á, em tăng ca rồi, em thức đêm rồi 2-3 giờ em giật mình hoài luôn. Giật mình hoài luôn. Rồi đồng hồ đẹp nha. Hôm nay đồng hồ mặt đồng giá là em bán 1.5 triệu, mặt này rất là mắc. Thị trường tới 3 triệu, 3 triệu 8, tất cả đai mới về. Em tính 1.2 triệu. Em cho đổi lỗ 10 bán lỗ 20 đây trong vòng 1 tháng luôn. Sòn cũng đổi lỗ 10 bán lỗ 20 luôn cho em trong vòng 1 tháng. Qua 1 tháng là 15-20 là đồ sòn, còn đồ Italy là 15-25. Chỗ khác mấy chị nha, mấy chị lỗ tới 20-30. Hôm nay sòn là em chơi sập sàn, đồng hồ em chơi sập sàn, đồ số lượng em chơi sập sàn. Đồ xe hôm nay em bán 1 triệu, 1 triệu mốt, 1 triệu 2, bao đẹp luôn mà em. Ờ 50 không được chị ơi, 50 chứ lên. Dạ, là quên ra qua, em qua cầu quay á. Bình thường nó nhảy cầu Hoàng Diệu thì nó thấp thấp, em coi em không sống sót nha. Cầu quay cao lắm nha chị, giật bẻ em đi luôn à. Dạ. Em chào chị Diệu Phú, hôm nay sòn nhiều lắm. Trời ơi. Ngưng like có 4 ngày thôi mà bây giờ em nói mấy chị nè. 4 gỗ sòn y gan gì mới về nằm trong bọc luôn nha, chứ không có chân bắn lẻ đâu nghe mấy ba. Dạ dẫn xinh gái như ngày nào. Hai con mắt em mấy chị thấy đi, nó thụt vô trong luôn nè, chứ điều cũng đi chích mỡ lên luôn rồi đó. Trời ơi, rồi lên nha, bữa nay em tặng nha. Dạ, chốt đồ may gửi đi. Ok Hằng Ni, em nghe. Bông đang đeo xả nè. Em có, nha mấy chị. Cái này mấy chị phải mua giá trên 32 triệu là giá sale. Giá chỗ khác bán 65 triệu đồ bông này. Em xả bữa nay luôn cho giá 25 triệu. Em có số lượng là 3 đôi. Em đeo 1 đôi. Em bán với chị 2 đôi. Nguyên đồ bông sòn từ A tới Á luôn 25 triệu. Trời tét cái nách luôn á, sale tét cái nách luôn á, đứt ruột ra. Rồi em chào chú Trần Liên, chào chú Thảo Trang, chào chú Thôi, chào chú Mỹ Hạnh, chào Kim Liên, chào Duyên Tân, chào Phan Thị Hồng Ni, chào Lý Ngọc, chào Thúy Phạm, chào chị Mỹ Linh, chào Trần Tấn, chào Vô Khôn, con chào cô Thí Lư, em chào chị Sandy Hoàng, chào Ngân Võ, chào Thúy Diễm, chào Thúy Ruby. Mấy chế ơi, lên ngôi luôn rồi nha. Em bán 18, vàng 17k, vàng 610, vàng 600. Nữ trang vàng cưới với lại em bán luôn vàng 4 số 9 nhẫn ngang mặt trơn luôn. Hôm nay mẹ giao lại cho em luôn rồi. Cho nên chị nào mê là tính đồ vàng 18 là bắt đầu lên với em luôn nha. Cho nên là hôm nay em nhập về mẫu cực kỳ đẹp như bình thường. Là mẹ em sẽ bán bên 18, em bán bên vàng ý. Hôm nay em lên ngôi luôn rồi. Mẹ làm, mẹ lớn tuổi mới làm hết nổi rồi. Cho nên là em làm, em bán tại tiệm xong em ship đi luôn. Vàng 24 là em không có ship đi nha cả nhà. Với lại thêm cái nơi chương trình vàng 18 á, em sẽ cho mấy chị đổi lỗ, một chị có 50 ngàn thôi, không có lỗ nhiều.
em sẽ đầu tư những cái mẫu đẹp giống như vàng ý cho mấy chị luôn nha. Cho nên chị nào thích xài cổ điển màu trắng có, đồ cưới có đó, bạch kim có, sòn rẻ có. Hôm nay em đang có 100 viên sòn rẻ luôn, giá rẻ lắm ấy chị gái nha. Sao camera bị đứng hoài luôn hả? Trời ơi, mạng gì mạng nhện hay gì? Để em coi coi, để em coi nha. Tôi tức tôi á, rồi có tiếng chơi mấy chị ơi. Em mở chưa? Rồi, ok. Hello chưa? Nè tặng nè. Có tiếng chơi mấy chị ơi, 1,5 triệu. Nhân viên Kim Hương đừng có giành lộn mua nha. Rồi chưa nè, có rồi nè, 1,5 triệu nè, xả lỗ nè. Tem mọc không có gì chơi nghe, không có hộp luôn nghe, có hộp Kim Hương nha. Với lại mấy chị mua đồ lỗi vui lòng giùm tôi mấy ba ơi. Ví dụ như 3-4 ngày mấy ba đổi được, mấy ba đeo 3-4 tháng mấy ba cứ đổi sao đổi được mấy ba, tội nghiệp em. Rồi cho 1,5 triệu tặng. Ok chị Thiên Ngân. Dạ em cảm ơn chị Quỳnh Đào nha. Với lại mấy chị, em nói mấy chị nghe, Gani mấy chị nên hiểu nguyên tắc một điều. Đồ em bán tại tiệm có những cái em sẽ trưng lên Meka hoặc đồ trưng. Ví dụ như bây giờ đồ không lẽ trưng hoài đó, bán không được, ví dụ nhẫn nam nhẫn nữ gì bán không được, lấy ra livestream mà lỡ người ta làm đi nó có chạy một chút xíu, lỡ một chút xíu mà quan hỷ mới đeo giùm ta đi, chứ đâu phải là đồ nó chạy nhiều đâu, đâu phải kim cương gì đâu, bài soi kỹ như cái hiện di sao được. Ngọc chịu gửi cho Hoàng Ngọc ẩn nè, ghi nè, bán là bữa nay là bán lỗ cho mình cái này cho vui nè. Rồi chuyển tiền liền rồi, ri ship đồng hồ nha. Trời ơi quá trời tôi rồi, bây giờ nó nghe nè, mấy ba làm gì làm nghe. Mẫu ơi, tao giao cho nó nghe, trọng lượng thực tem thực tế với tem trên đó là khớp, muốn cho cái mâm đó đủ thì báo số lượng bao nhiêu cho chăm đủ vô là ok nha. Tôi xong công chuyện tôi rồi đó nghe. Rồi Hoàng Ngọc ẩn rồi chuyển đủ rồi, kiếm hết ra rồi. Ô chị không gài, em làm bill không kịp luôn á, em có ngủ nghề gì đâu, hay tội nghiệp không nhan sắc. Dạ hồi trưa này mới đi độ móng tay chứ móng tay gãy không còn cái nào, chơi này móng tay giả mà nó ngắn gì nè mấy ông nội, móng tay giả mà nó ngắn như vậy nè. Rồi chốt bông tai 25 triệu, full sòn đẹp cực kỳ. Rồi cái này xả luôn cho nè, xả lỗ cái này hiệu ba tét 2,5 triệu, 2,5 triệu nha, bình thường mua 3,6 triệu tặng luôn. Dạ tặng luôn, dạ tét cái nách đem lên cho mấy chị, em lên cho nó nhanh nha, nhanh đi mấy chị ơi, không cài lâu quá không vô nghề, hôm nay nó bị lủng củng. 25 cắt ni giùm em. Rồi cái màu đỏ với em đang đeo nè. Rồi em xả lỗ không nghe, em không có lời đâu nghe. 2,800,000, 2,5 triệu em chốt cho Hà Liên nè. Chuyện bán đủ đi giùm em nhanh nghe, không có hộp không có gì đâu nghe. Cho cái bọc bựng hơn rồi chốt cho 2,8 triệu giùm em cái này đi. 2,5 triệu Hà Liên. Con ơi con vô mẹ. Đây nè, cầm cái này mà dính mực một cái nghe, mấy chị không có chịu đó. 2,8 nè, na. Mấy bà này thương em cúc này đứng bên tôi nghe. Ok à, chốt đơm em xong 28 lên. Ok na hết. Màu đen có 2 cái. Màu đen bán 2,5 triệu 2 cái, nhờ tùy ngẫu nhiên ai lấy cái nào lấy giùm em, nó sót kho nghe. Mới to anh nghe, mới to anh bán 2,5 triệu, xả lông lên vui lại nè. 2,2499 giùm em đi. Trời ơi đâu có mua giá này đâu. 2,499 này coi chừng dính bút lông vô là nó hư cái da. 2,499 rồi. Tình nguyện nè, tình nguyện tình nè.
Rồi chốt cho em 2499 rồi bắt đầu tôi lên like lại đó nghe cả nhà. Thông cảm bữa nay tôi xả lỗ ngoan rồi. Gán thông cảm thương thương, chia sẻ live stream miễn phí. Mấy chị ơi, diễn viên nổi tiếng đồng quê sông nước Cửu Long miền Tây. Live stream mà mấy bà không thấy tim gì trơn, im reo không nổi không? Trời ơi, rồi Nhung Vũ nè, 2499 nè, chị Hoan đủ receipt cái này. Đồng hồ bữa nay receipt nha. Rồi bữa nay đổi lô 10 băng lỗ 20 và nghỉ. Từ đây về sau em sẽ cho mấy bà đeo trong vòng nửa tháng đổi lô 10 băng lỗ 20. Và thưa mấy bà, nửa tháng là đổi chán cuộc đời được rồi. Chỗ khác đồ ý lỗ tới 20-30 lận đó nha. Trời ơi, ai mà dễ thương bằng tôi. Tôi cùi luôn. Thôi không có cùi đẹp lắm, không có cùi. Rồi chốt 2499. Rồi màu trắng giùm em 2,4 triệu lẹ nè. Trời ơi, tôi dọn vô dọn nhà cuối cùng nằm trong tủ sắt thời mà năm rồi đó. Mà nằm trong bọc không à. Lai luôn 18, mai mốt 9 giờ sáng lai 18, 11 giờ lai dàn ý, tối 7 giờ lai sòn. Chủ nhật là em có lai, chủ nhật nhân viên lai, chủ nhật mà giải quyết vấn đề. Cho nên là mai mốt 9 giờ là 18 nha, 11 giờ là dàn ý nha, 7 giờ tối lai sòn nha. Đó, trời ơi, chuyến này chắc nghe, trời ơi, khỏe. 2,4 triệu. 2,4 triệu của Trường Dính nè, lên màu đen giùm em. Nhớ vô con, ok chị gái. Ý đổi lỗ 10 bán lỗ 20 trong vòng 1 tháng, trời sướng muốn chết. Có thằng chồng mấy bà thì bà chung thủy ở hoài đi, ở đời, ở kiếp giống như tôi vậy nè. Đó, bà chung thủy với thằng chồng. Còn này 1 tháng là chán đời được rồi, nửa tháng thì hơi này nọ. Đeo đảo đời 1 tháng trời luôn, đồ sòn trong tháng đổi lỗ 10 bán lỗ 20 luôn. Qua 1 tháng là 15-20% bình thường. Còn đồ ý là qua 1 tháng là 15-25. Đồ ý chỗ khác ai cũng 20-30 không mà. Còn vàng 18 nó đôi đồ lỗ 50.000 chỉ không, lỗ nhiều, tiền công đẹp lắm, đang gọi là nói chung là mệt lắm đó. Rồi ok, 9 giờ, dạ không chị, 9 giờ sáng lai 18 mới ghê, trời ơi, sáng cái mặt mày còn ca không, ra lai 9 giờ 18, 9 giờ rưỡi em lai 18, 9 rưỡi sáng á, 9 rưỡi sáng lai 18, 11 giờ rưỡi buổi trưa lai vàng ý, xong rồi tới 7 giờ em lai đồ sòn. Không có online, cố gắng đâu đó đàng hoàng hết rồi. Đợi mấy chị biết xong nè, tay chân đứt hết trơn nè, tội nghiệp nè, mấy chị thấy không, tét thịt hết trơn nè, thả tim cho sự tét thịt đi ba ơi. Tôi khóc hoài luôn á, tôi đau cái đầu tôi chịu không nổi, làm không nổi, giờ tôi dạ rồi. Thiệt, nhưng mà tại vì ba mẹ cũng lớn tuổi, ba mẹ làm không nổi, ba mẹ làm không nổi, tôi cũng làm không nổi. Hai mẹ con tôi mặt mày sơ dơ sững dững hết trơn mấy ông nội, sáng hai mẹ con 7-8 giờ sáng, tới tối 9-10 giờ đêm, nhưng mà giờ là cho nó xong này tắt tiếng hết trơn nè. Trời ơi, thiệt sự bị bón luôn á mấy ông nội, nói thiệt luôn à. Rồi, em chốt cái đồng hồ cho tình yêu Yumi. Ba mẹ làm hết nổi rồi, nhà sao vậy mấy chị, chốt cho Yumi à. Rồi, em có đồng hồ màu đen nè, màu xanh nè, 2,5 triệu màu xanh, đẹp lắm. Làm gì chứ giờ, em hỏi mấy chị ba mẹ lớn tuổi rồi làm không nổi. Bây giờ mình còn trẻ, mình làm còn bệnh đây nè, hướng chi ba mẹ. Tôi đâu vô đó, tôi giao nhân viên đi trời à. Với lại mấy bà giờ kinh khủng lắm nha. Sáng mà lại gặp một vàng thợ với một vàng nhân viên của nhà tôi gần 50 người mà mấy bà nghĩ đến bà làm biến được tôi mới sợ đó. Trên lưng tôi quá trời nhiều gánh nặng trên lưng tôi rồi. 2,5 triệu. Em cảm ơn chị Trang Trần. Em đen vàng á, đen vàng là gì vậy? Đây còn đen trắng không mà mua đen trắng đeo đỡ đi Dung My ơi. Phạm Nhi hả? Cái form của em bự hơn. Em ơi, lấy cái đôi bông của chị Phạm Nhi ra bự hơn em. Đôi của chị là 10, đôi của em là 7. Chứ không có phải là bán của chị mắc hơn đâu. Đôi của chị trong tem tới 38 triệu lần. Đem lấy cho chị coi nha. Đưa chị Vinh ha. Em sẽ chụp cái hai form cho chị coi. Của chị là lớn hơn một xíu chứ không phải là em bán cho chị mắc đâu. Chị đợi lâu em không bán mắc. Em lấy chụp hình cho chị coi nha. Đây. Của chị trong tem tới 38 lần. Đây nè, tình yêu xinh đẹp. Con lấy cho cô coi con. Còn mày nếu mà được thì mày tìm. Còn không mày chụp cho cô coi đi. Chị đấy nó chụp cho bà coi đó, bà yên tâm là tôi người tôi thành thật lắm ba ơi, đừng có lo. Gì hả ngoan, cái gì vậy ta, sốc đơn ngoan nghỉ nè. Ok chị gái coi riết ha, kệ mấy chị em trong nhà mà có gì đâu nè. Con chụp cho cô coi đi con. Dạ hẹn cô năm sau con lên Sài Gòn qua nhà cô chụp với cô. Giờ con cố gắng làm ở đây cho nó cố gắng hoàn thành một năm. Cuối năm sau con sẽ mở cái tiệm Sài Gòn, tiệm sòn Sài Gòn, con sẽ qua tới nhà cô ôm cô nha con ha. Nè chụp cho chị Phạm Nhi coi, nó cho chị hiểu. Em với mình không, với lại tánh em á, em nói thiệt không à. Em nói thiệt, em không nói dối.
Không, này nó thật sự nha mấy chị. Còn em nói thật sự luôn, em tâm sự hôm nay, em tâm sự bằng cả trái tim nha. Em bán mấy chị mà em chỉnh sửa ni là em trả hết lời gì luôn á mấy chị. Mấy chị nghĩ đi, dàn ra ni, giũa bột, kéo bột lại, hao một chiếc nhẫn ít nhất là 3 ly. 3 ly dàn ý hôm nay là 150.000. Nước xi bao nhiêu, tiền thợ bao nhiêu, tiền nước lót bao nhiêu, đánh bóng bao nhiêu, tiền điện bao nhiêu, máy móc em nhập về bao nhiêu. Một chiếc nhẫn mà chỉnh sửa đi nhất là nhẫn nam, buông ra em từ quề vốn tới lời được 100.000 mấy chị gái. Em nói thật sự luôn đó mấy chị. Cho nên ví dụ chị cảm nhận mà nói chuyện nhẹ nhẹ thôi, thương nhau, quan hỷ được cho nhau thì xài tiếp em. Đâu phải kim cương đâu mà mấy chị. Chỉ có kim cương mấy chị mới kỹ tới nỗi nó không chạy thôi. Cái này nói thật sự trong đường 3 tháng 2 chị gái, đường 3 tháng 2. Không yên tâm, Vinh không có làm bậy đâu, đừng lo. Trong tem là 38 triệu, chụp cái tem mấy chị coi coi. Mà tại mấy đứa hỏi dần sao chị, nếu mà là người khác sẽ đưa đôi nhỏ cho em, nhưng mà tại em không có làm vậy, không có làm vậy thì tại chị biết sao bây giờ em phải đồ đạc, em phải nhập lại tem lại. Ngày xưa mẹ bán theo kiểu là cổ truyền á, người gia đình bán không à, mà gia đình đứng xưng giò xưng cẳng hết mấy chị ơi, không làm nổi. Em hỏi mấy chị giờ 5 phân chỉ, không phải là em chê cho nô nha. Tổ cho em được cái được như ngày hôm nay, em là một cái đứa không có gì hết mà tổ cho được ngay, không có dám chê 5 phân 1 chỉ. Nhưng mình nói thật sự là ba mẹ làm cực quá, cái bản thân tối về khóc hoài, nó chết rồi 5 phân chỉ hoài, mà trong khi livestream phải gặp mấy chị chứ, mà giờ mấy chị biết không, không có lên tem này kia kia nọ, rồi nhân viên sao bán được, chỉ có đứng ở ngoài làm được thôi, họ muốn tiếp họ tiếp cũng đâu được. Dạ đúng rồi, 3 tháng 2. Mấy chị biết sao, cái nhà đó là ngay cái chỗ đường phóng lộ á, sau này cái nhà đó nó sẽ bị mất, cái nhà đó là bên em sẽ được 22 mặt tiền. Xem đi Hoàng Anh vào nha, 25 triệu giùm em mấy chị ơi. Chị hả, chị Đặng Hoàng Sao, mấy lẽ sai. Em nói Hoàng Ngọc quay, cái đó là đồ mới chứ không phải đồ lướt. Không phải đồ lướt đâu, tại nằm sót có đời nào á, lúc tôi sửa nhà. Áo em mặc á, em có hình như 3 cái mấy chị ơi. Nha. 750.000 một cái, 25 triệu em chốt 25 chị cơ. Em có 3 cái. 29.500 làm bán tại tiệm á. Em bán trên live làm bán 25, cho khách bán trên 60 triệu. Xong để riêng cho con gái 25 em chốt với chị Phương Lệ. Bữa nay nhớ em nha, đeo trong vòng 1 tháng em cho 10-20 luôn. Bữa nay đeo trong vòng 1 tháng 10-20. Qua 1 tháng là 15-25, 15-20 là sòn, còn đủ ý là 15-25. 1 tháng chán đời được rồi mấy chị ơi, nửa tháng thì hơi tiếc ha. Chỗ khác 20-30 không à cả nhà. Rồi chốt đơn em 25 năm sau nha cả nhà. Em chốt tình yêu Phương thì cuối năm sau hoặc là giữa năm sau em sẽ ra một cái tiệm sòn ở trên đó. Nếu mà trên đó em chỉ ra sòn thôi. Nha, ra sòn, ước mơ em ra sòn nữa là xong rồi. Ok, 25. Bông đang đây 25 triệu. Chủ nhật nhân viên phụ like rồi em, mấy chị mà cần mua hàng mà để gặp em chụp hình ôm ấp tình yêu rồi đó, chủ nhật lại tại tiệm. Chủ nhật em sẽ bỏ ra một ngày để em quản lý, em phải chăm đồ hết tất cả chứ đâu thể nào bỏ hết được. Rồi ngày đó em sẽ đứng bán mấy chị tại tiệm, cho nên là ngày chủ nhật nhân viên sẽ like, còn tất cả những ngày khác là bé Vinh like. 25 triệu bông tai. Đồng hồ nãy ơi, xin lỗi mấy chị, 2.450.000 màu xanh. Trong đây nó có cái đèn nó bị giả, nó màu ở ngoài cái màu xanh nó đậm hơn trên đây một lần. Dạ nay có nhẫn nam có cô. Trời ơi cô ơi, con nhìn cái gỗ sòn nghe, nó về 5 thùng gỗ gì nè cô. Nó về con 5 gỗ gì nè cô. Ý mà con chỉ ngưng like có 4 ngày thôi đó, mà về kiểu này con nói chết Phật ơi, Phật ơi. Lẹ lẹ đi mấy đứa ơi, đăng chị live stream chứ kiểu này mà đứng mà trả tiền. Hay dạng 24 mày lên sòn liền, từ từ em lên cho. Cuối năm, ok chị. 22.450.000 luôn em, 2450. Em có tình yêu Tiết Đào. Hộp với chị dưới 6 ly 3 là em cho 3 dưới 6. Từ 6 ly 3 trở lên là 2 dưới 5. Ok nha. 6 ly 3 trở lên là 2 dưới 5, dưới 6 ly 3 tất cả là 3 dưới 6 nha cả nhà ha. Còn đeo trong vòng 1 tháng đồ ý đồ sòn là 10%. 20%, vàng 18 em chuẩn bị đầu tư với mấy chị, vàng 17k đồ đặc mà mẫu là theo mẫu Italy móc máy, hàng 9D 7D. Cho nên chị nào mà gọi là đeo giống như là cái model mà gọi là model của đeo theo 18 mà đồ đặc 5 lượng, 10 lượng, 20 lượng rồi đó, là em đang về cái đó, em đang đầu tư cái đó cho mấy chị. Còn đồ hộp thì hôm nay đồ model em đã đầy đủ với mấy chị rồi, cho nên mấy chị ghé tiệm ủng hộ giúp em để em coi cái ngày nào đó mấy chị. Không, ngày mai là em xong hết rồi mấy chị. Hôm nay tụi em tăng ca làm bông nữa là đâu vô đó rồi. Ngày mai mấy chị ghé tiền công
em giảm cho mấy chị 20% trên tiền công. Tối nay em về sẽ đăng giá vàng 18 nha cả nhà. Dạ, à, chúc tình yêu Văn Thành. À, đồng hồ dây đen hết rồi, em còn đồng hồ dây xanh 2450. Cái này lấy đúng người nha, chứ em không có còn đặt được nha cả nhà. Em bán lỗ. Dài 80 in đó ha. Xem đi hoàng. Em ơi, hỏi vú giùm chị, hỏi vú giùm chị. À, nhận hộp ý nha. Đờ lỗ đâu có đâu, 25% chị, khi nào mình đeo hư đó. Dạ cô, hôm qua cô chơi. Trừ khi nào là mình đeo hư em mới tính 30 thôi, chứ nguyên là em tính gì à. Rồi lắc bi đẹp ghê chưa, sale cho 1.199.000 đồ bi. Sale nha, bữa nay em bán sale mấy chị cũng nó 1.199 đồ bi luôn em. Nói nghe nè, thông cảm giùm em đi mấy chị biết sao, re-ship em chịu không nổi. Tại đơn một ngày em đi mấy trăm đơn mà re-ship chịu không nổi. Thật sự á, một cái đơn em đều đa số là mua bảo hiểm đi không à. Mà mua bảo hiểm một đơn không dưới 150.000. Em lấy mấy chị 50.000 á, là em chỉ lấy gọi là chia, giống như mấy chị chia sẻ với em thôi. Nghe mấy chị thôi kệ, thông cảm thương giúp em đi. Chứ giờ mấy bà mua quần áo giờ cũng đã 30.000 bạc rồi ha. Thương giúp em, sale cho giá 1 triệu thôi. Em chị bây giờ em chỉ like ý với sòn thôi nha. 18 chưa có được, em còn đang làm tem chưa xong, chưa có bét kiểm xong nữa. Chúc em 23.700.000. Và nhận hàng nhận hàng lâu, nhưng mà nhận hàng cái đẹp hết giận luôn. Thôi đừng có giận, thương em nha. Từ từ em sẽ ủng hộ cho mấy chị. Mấy chị thương em. Dạ, có lên mặt cho chuyện nhỏ không? Có cái xinh đẹp. Đồng hồ xanh lá là 22450. À, điện hotline đi hướng dẫn gửi về. Lắc này mấy chị mua trên 30, 31, 32, 33 triệu. Em chốt đơn cho 23.700.000 nha. À, 23.700. Tại vì em bán giá mấy chị mềm rồi, không bán giá cao đâu. Thay vì mấy chị đổi đồ ở đồ Italy, người ta cho mấy chị lỗ 20%, 30%, 10 triệu mấy chị có lỗ tới 3 triệu. Trong khi em 10 triệu lỗ có 2 triệu à. 50.000 với 1 triệu nó lại khác nhau rất là xa nha cả nhà. Nhưng mà thôi, nói nhiều quá mất công, lu bu lắm. Tại vì mỗi người á đều có cái cách làm việc khác nhau. Cho nên thôi mấy chị, ở đâu mấy chị thương, ở đâu mấy chị mua ở đó. Trên đời này rất là nhiều, với lại mỗi người là mỗi cái duyên với nhau. Không có so kèo, người ta bắn đắt được mình mừng, không có vấn đề gì hết nha cả nhà. Nó không cảm giúp em nha. 23 triệu. Dạ chị, cảm ơn tình yêu Phương hả. Với lại mấy chị, nói chị giọng với chị em với nhau. Mấy bà đừng làm dữ, bà đừng chửi em mấy chị. Trời ơi, vậy làm chi, mắc lọc hết trơn ba ơi. Mấy ông làm gì mấy ông nữa, mấy ông không đẹp nữa, mấy ông cũng không giàu. Mấy ông chửi mình nhiều một chút là mình giàu, mình đẹp nữa, nói thiệt. Chửi tôi càng nhiều, Tết năm nay tôi còn 25 tuổi à. Năm nay tôi 40 đúng không? Tôi bằng tuổi những cái chị kỳ dạng khác, nhưng mà người ta kêu tôi bằng con bé không đó. Nhờ mấy bà chửi tôi nhiều lắm. Cười, nô no, chửi lại luôn nha. Thay vì mấy bà chửi tôi đúng không? Mấy bà quay clip lên kia mấy bà chửi tôi. Nhưng mà thật sự nha, tối ngoài này mấy bà hỏi nhân viên luôn, chị chữ thề bình thường, bé Vinh không chữ lại luôn. Không chữ sau lưng luôn nha. No, phải đẹp như vậy. Phải gọi là quân tử như vậy. Tại vì cái miệng này chỉ nói được những lời đẹp thôi. Miệng này không bao giờ chữ thề, không bao giờ chữ người khác. Nó thật sự 100%, 23.700. Chữ nữa, đẹp nữa, giàu nữa nha cả nhà. À, vui vẻ, không vào. Dạ em chúc cho Minh Lê, Lucky, Ni Tai, Resize gái. Ni Tai Resize. Nhớ này mấy chị, đồ ý em chốt cho mấy chị á, em có ghi cái mã đơn giá phía sau. Nếu nhân viên mấy chị chốt like là sẽ giá đó. Tại vì người ta bán ít á, người ta có một món hay món đó khác, em bán nhiều. Có ngày giá này, có ngày giá kia, có ngày giá nọ hay cả nhà. Cho nên chốt like là chắc ăn giá này. Mã em ghi trước, đơn like, đơn kia em tính sau. Ờ, đó bông sòn á hả? Được, 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 trên kia nó bớt nha. Nhưng mà bây giờ có nghĩa là em sẽ sửa hóa đơn cho mấy chị từ bắt đầu là em đang cho nó sửa lại hóa đơn cho mấy chị á. Ha, là bắt đầu từ ngày này. Ờ, bán đi bé, cảm ơn chị, lâu lâu gặp mấy chị nhớ. Rồi em chốt đơn hết. Chốt đơn hết. Lucky này, độ trắng là 100%, mà độ bóng nó không có được, độ chớp nó không được chớp lắm. Em sell cho 1.1 triệu. Treo cho 1 triệu trời quan hỷ mấy chị bình thường. Tại em còn thương, em còn nói á. Đặc biệt bé là bé còn thương, bé còn nói á mấy chị gái. Đâu có gì đâu, em bình thường mấy chị. 11 triệu 814 ngàn. 11 triệu 814 ngàn. Em xe ra giá 1 triệu 1. Em đâu nói ai đâu, nói chung chung mấy chị vậy đó. Cho mấy chị hiểu. 11 triệu 814. Xeo cho 1 triệu 1 nha. Rồi chị Minh Lê cho con 11 814. Lắc đó cái ni á chị. Cái ni nó có toàn tan tăng đưa. Cho nên là mình cứ vô tư cái ni giúp em. À, rồi chị Minh Lê sao nó quay vòng vòng hoài vậy trời. Rồi lên sòn nè, em đang nói lên sòn nha mấy chị luôn nè, lòn sòn ý lên liên tục nha. Rồi Lucky em chốt cho 11 triệu 820. Minh Lê không vô rồi vô cho người khác nha.
Dạ chị, vui vẻ. 11.814.000, bông bi về chưa hả? Bông tai đang đeo có 25 triệu thôi cha ơi. Ok, dễ về à. Em có dây sắn bự, em sell cho 1.1 triệu cái chị này, từ từ đem lên. 11.814 sell cho 1.1 triệu. 11.814.000 sell cho 1.100.000 một gam ha, 11. Rồi lên em 11.814 lên con. Rồi a sòn nha, sòn nha, sòn ghẻ quá ghẻ nha. Chủ là 5 ly 4 nước ép luôn. Trời ơi mấy cái này 4 ly rưỡi nước ép. Ủa sao ghẻ dữ vậy bay? Ghẻ dữ lắm nghe mấy bà ơi. Chiếc nhẫn này không là mua cái vỏ không nha, là tầm 45 triệu rồi đó. Mà nguyên con này luôn tôi bán có 38 triệu thôi. Trời ơi chủ 4 ly rưỡi Color F VS1 3 Salon Medium Low luôn mà em. Cái này em cho đổi lỗ 10 bán lỗ 15. Nguyên chiếc nhẫn 38 triệu ghẻ banh nóc mấy chị ơi. Trong khi cái vỏ này tấm bự nè. Mấy bà mua cái này em nói thật sự luôn nha, nó quá trời ngợi tiền luôn. Vỏ hộp luôn 4 ly rưỡi. Cái nhẫn này mua chỗ khác không dưới giá 7, 80 triệu đâu nghe cả nhà. Không dưới giá 7, 80 triệu đâu. Em lên luôn cho Trời ơi nó không thấy luôn á mấy chị. Nó đang bị sao em nhá. 11.814 nè, vàng ngọc ẩn nè. Sell trong 1.1 triệu nè. Nó tải hoài gì đó, quỷ dương gì đâu cái ti bóp này. Rồi nhẫn sòn lên luôn em này, nhẫn sòn nè. Nhẫn sòn em lên cho 38 triệu nè. Trời ơi nó rẻ dữ lắm mấy ông nội ơi. Bạc mang cái lắc sòn luôn hả, bông đang đeo 25 triệu. Ok chế nhung chiều nè, đổi lỗ 10 bán lỗ 15 nè. Phần trăm có ghi nè, đó. Trời ơi sướng chưa. Rồi 38, ok. Rẻ quá rẻ luôn, còn gì nữa. Rồi bút lông đồ nó về, bà dăng hết trơn con, 38 nè con. Rồi chốt ra chế nè, ghẻ nó nè mấy chị. Ghẻ nữa nha. Trời ơi, ôi mấy bây có lên tem lộn không mấy trời, cái này tao mà. Ông nội mẹ ơi. Em bán vỏ với hộp luôn có 19 triệu mà hàng kiểm định luôn mà em. Vỏ hộp luôn, em bán hàng kiểm định luôn. Trời ơi. Mai Liên ơi. Mai Liên. Mai Liên đâu em ơi? Em báo với em sang nha con. Nè, nhắn vô liền á cô la đó. Dạ đi tay 16 là được luôn chị yêu xinh đẹp. Dạ. Dạ. Rồi chốt đơn luôn mem này. Chủ sòn luôn mem 36 kiểm định nước ép VVS1. Em chốt đơn cho 19 triệu. Bây giờ mua cặp một không công ty bán 19 rồi. Cái vỏ mấy bà mua mười mấy nữa. Nguyên cái này mấy bà mua tới ba mấy triệu lần đó à. Rồi em chốt luôn rồi mem. Rẻ như tặng luôn. Rẻ như tặng chốt luôn cho 19 triệu nha. Rồi em chốt cho ai đây 19. Chị La đó còn không như chị La nó làm đồ ẩu tả là chị La đó. 19. Rồi chốt đơn 10-20 á ơi. Rồi từ từ em lên nè, sợ nhiều lắm. Bông tai đang đeo có 25 triệu đó Bích Phương ơi. 19 hay sao tình yêu Trinh Trinh. 19. Rồi ơi. Bữa nay đặt lại không được nha. Chị nào chuyển trước có trước, chị nào chuyển sau có sao nha. Em chốt cho em chốt cho. Trời ơi nó ghẻ dữ vậy trời. 18.900.000. 18.900.000 nhìn em. Đặt lại đặt 25 triệu nha mấy bạn. Ê con đôi dép tao đâu bê ơi, cao cao tao đeo vỏ bê ơi. Đổi lỗ 10 bán lỗ 20. Trời ơi đeo trong vòng 1 tháng đổi được rồi. Em chào cái Hà Nguyễn. Bé chào cái Nguyễn ngày mai nó nghe nè, có cách nào cho cái bảng nó ra chút xíu được không ta? Cặp gọi vô trong đi bà. Bên này bên mình là 7:30. Rồi 25 là giá đã sale, bây giờ sale cho 18.9 nguyên nó vẫn sòn luôn, rẻ quá rẻ. 10-20 trong vòng nửa tháng. Trời ơi, không ai bán giá này đâu. Dòng cạc tia đi tay 50-52. Làm thì làm để tâm vô trời. Rồi có kêu nó có đọc không? Chị có kêu nó đọc không? Trả lời chị biết chưa? 189 mi ngô. Rồi, cạc chia sale cho 1.2 triệu. Trời ơi, 50-52-53 đeo được. Nè nè con ơi, con vô Hoàng Ngọc nè. Đại bán người khác là dãy nó đó, dãy nó đó. Nước ngoài sao giờ chuyển khoản ha Vinh? Ngày mai chuyển giùm Vinh đi. 18.900 đi tay 50-51-52-53. Rồi em đang có 100 viên.
3 ly 9 kho LF B&G. Mấy chị nên nhớ nha, B&G mua cực kỳ là cái màu nó chuẩn đó cả nhà. Rồi dòng em chốt chai đây, Nguyễn Thị Bích Phương với lại Gia Hân nè. Vỏ sòn đổi lỗ 10 bán lỗ 20 trong vòng 1 tháng. 1 tháng đổi được rồi mấy bà. Em nói với bà nghe, mấy bà mua chỗ khác mấy bà lỗ nhiều chứ Bí Vinh có lỗ nhiều đâu. Kệ nó, 1 tháng là vui rồi, còn nửa tháng thì mình không kịp. Đeo 1 tháng đổi được rồi à. Rồi chúc lên em ai đây? Bích Phương trước nè. Dòng đó có sòn, có sòn. Sòn bán này bán rẻ lắm, bán có 4 mấy triệu mà rẻ lắm. Bà đợi tôi chút xíu tôi lên nha. 186 sao cho 12. Rồi ok Bích Phương. Giá hơn tôi để sao cho 186 nè. Em có 100 viên chuẩn bị bán giá tới nóc nha. Là đúng 10 đô, là đúng 230 mấy ngàn thôi. Bán tiền Việt Nam nha cả nhà ơi. Rồi 186 mã sao. Rồi em hết, em có 100 viên. Em lên cho 100 viên 3 ly 9 nha. 3 ly 9 nước ép à. Trời ơi nó rẻ nè mấy chị ơi, nó rẻ lắm, rẻ nha. Em có 50 viên 3 ly 9 nước ép và 50 viên 3 ly 9 nước ơ nha. Rồi em chốt đơn với chị, hình như là có 20 viên nước ơ thôi, còn 50 viên nước ép à, à. Rẻ hơn chứ, cái này được 70 phải không? Bên đây 4 ly rưỡi được 30. Rồi cái này có 70 rồi mấy chị ơi, có 70. Bông tay 25 triệu còn một đôi em. Rồi em lên cho nè. Trời ơi giá, tao nói giá nó, giá nó em như em tặng mấy bà luôn. Nước ép em bán cho 9.3 triệu. Nước ép 50 viên. Nước ơ, nước ơ nha, em bán cho 9.5 triệu. Nước ơ 9.5 triệu. Mấy chị mua hôm nay mua công ty, công ty bán mấy chị giá cao cực kỳ luôn chứ không có giá này đâu nha cả nhà. Mấy bà bây giờ mua giá thị trường nha, 13, 14 triệu, có chỗ bán rẻ rẻ cũng là 11 triệu 500. Nha, em chốt đơn 9.5 triệu một viên, là nước ơ có 20 viên thôi. Nước ép có 50 viên. Nước ép có 50 viên là 9.3 triệu. Nói chung đi ơ ép với dòng họ bà con lấy cái nào cũng được luôn em ha. Rồi em chốt với Gia Hân sao, bông tai 25 triệu nè con. Tai còn ăn đôi à, ok tình yêu. Rồi 25 triệu sòn, tình yêu Bích Phương 25. À, 25 triệu. Rồi ok mà em khoan đợi xíu mà em à. 25 bông tai. Rồi chốt đơn. Bông tai còn đôi đó là hết nha cả nhà. Sòn 25. Dạ. Rồi em chốt đơn mà em sòn 3 ly 9. Rồi em lên màu ơ trước nha. Em có 20 viên ơ thôi, 9.5 triệu một viên. 20 viên kèo thơm. Hàng mới chưa khui nha mấy chị. Nước ơ VV Swan kiểm định B&G. Một cặp này mấy chị mua em, mấy chị ngồi ít nhất là 7 triệu một cặp. 7 triệu một cặp nghe cả nhà. Rồi em chốt cho chị yêu, cho em coi thôi lấy nào. Ok chốt cho Mỹ Kim 2 viên nha cưng. 9.5 triệu 2 viên nào. Ok gái 95. Dạ. Dưới bắt đầu từ ngày hôm nay nha. Bắt đầu từ ngày hôm nay, hột dưới 6 ly 3 là 3 dưới 6, trên 6 ly 3 là 2 dưới 5. Rồi ok chốt đơn à. Rồi lên đơn em 9.3 triệu, em cho 2 viên. Ok Mỹ Kim 2 viên nè con, 9.3. Chờ có 20 viên thôi mấy chị, lâu lâu mới có đơn em. Nhận vô bông dừa cơ. Mấy chị biết không, thường thường cho dâu á là 3 ly 6, nhưng mà thật sự mình đeo á là mấy chị nên đeo 3 ly 9. Dạ, 3 ly 9 á mấy chị nhận vô có đôi bông, nhất là bông halo. Thì cái đôi 3 ly 9 này nhìn nó như 5 ly, 4 ly rưỡi, chứ nó không có nhỏ. Cho nên mình, nếu mà mấy chị mua hàng đeo là mấy chị mua 9.5 triệu này cho em 3 ly 9. Còn mấy chị mua hàng cho dâu, hàng đám cưới, hàng tặng nha, hàng cho em dâu, hàng sinh nhật thì mấy chị mua 3 ly 6. Nên mua 3 ly 9 mà lâu lâu mấy chị biết không, cái chỗ mấy chị tìm 3 ly 6 nó dễ, mà 3 ly 9 xôn thằng tài nó cực kỳ khó. Đích dặn mũi, đích dặn mũi ơi. Ok xe ly mai, em mai em 9.5 triệu 2 viên. 95 2 viên, ok Mỹ Kim 2 viên. Đích đa, đích dặn mũi ơi, nếu mà muốn mũi muốn làm đích đẩy thì báo làm đích đẩy thôi. Rồi Mỹ Kim hay em có 20 viên rồi mấy chị ơi. Kèo thơm lâu lâu mới có, hàng B&G kiểm định nổi tiếng. Rồi như Úc 2 viên bỏ lỡ tiếc. Một viên mua 13, 14 triệu một cặp, mua 28 gần 30 triệu. Em bán một cặp, em bán một cặp nó có 19 triệu một cặp thôi. Một cặp có 19 thôi, mua rất là ngợi tiền. Ok như Úc. Rồi ok tình yêu Đinh Nguyệt Ánh. Nhanh còn chậm mất tiêu, đừng có hỏi nhiều. Em bán không có quảng cáo với mấy chị luôn. Nhìn mẫu, nghe mã, chốt giá phần trăm, người bán cực kỳ bảo đảm number one nha cả nhà. À, rồi chốt lên giùm em này. Rồi ok tình yêu Phạm Châu lên 95.
có 20 viên thôi. Ok, nguyên nguyên một viên. Dạ, bình ri cũng được rồi gái ơi, bình ri cũng được rồi. Có hai giấy lấy hai giấy, có một giấy mình lấy một giấy cũng được. Chẳng hạn như một giấy bình ri cũng được, hoặc là một giấy ra cũng được, hoặc là hai giấy cũng được. Nói chung, nữ trang, con người, hoàn cảnh, môi trường, sắc đẹp, sức khỏe tương đối ok rồi. Cái đó là học sinh giỏi rồi đó. Học sinh giỏi rồi đó nha. Đừng có ham xuất sắc quá, thường thường xuất sắc cái đầu cũng hay bị hói, tốn tiền nhiều. Còn đó là ok rồi. Bên nhà Vinh chỉ bán hồ sòn, một là xuất sắc, hai học sinh giỏi, ba học sinh khá. Trung bình không bán. Ví dụ tụt nước, tụt nước là học sinh, cũng học sinh khá, chứ không phải là dạng như yếu kém này nọ từ lưa tà la đâu, cho nên yên tâm. Sang hoa luôn mà em chốt. À, rồi rồi, 95 chốt đơn 2. Rồi em qua mã đó hết nha. Rồi em về có 50 viên, 3 ly 9 nước ép 50 viên. À, rồi chốt luôn cho nước ép 9.2 một viên. Vậy là nước ơ có 30 viên nha cả nhà, nước ơ 30 viên. Nước ép có 40 viên. Nước ép 40 nha cả nhà, nước ép là 9.2. Nước ơ là 9.5. Rồi con nhớ cho chừng để lộn nha. À, rồi ai lấy ép lấy 9.2 nè. Trời, giá thật sự là không có một ngày ngờ nào là giá này luôn. Lưu ý một số tài khoản sau lưng trên đầu em nha. Ơ em chốt cho tình yêu Linh Nguyễn. Trời ơi, nhiều đồ lắm mấy chị ơi. Bữa nay em lên cho kèo thơm nhiều dữ lắm. Có một mình nhà em có luôn này em. Ủa Duyên ơi, cái này chạy cái này làm sao ơi Duyên? Chạy cái gì thấy đẹp hả? Nè, cái này chị không chịu. Chị đâu có chịu chạy gì đâu. Tao không chịu. Mà giá này tao cũng không chịu luôn. Tao cần cái giá đó hoặc là giá đó cũng được luôn. Mà chạy đó tao không chịu đó nha. Đó, bọc đó, ai ăn, tao đâu có kêu mày chạy đâu, mày chạy. Đó, tao đâu có kêu chạy đâu ba. Ờ, đó, trở lại. No, trời, tôi đâu có chịu chạy đó đâu, mà tự nhiên chạy làm chi hả? Nè, trở lại nè. Nè, tôi không chịu chạy đâu, nè đây. Dạ, sắp từ từ, Phương Thảo 95. Ủa, về tự nhiên ở đâu chạy đó, ai đeo. Rồi, 92 em che đi chân. Chả, tôi không chịu. Bữa em mua 4 ly 18.9 á, trời. Chị bán hôm 4 ly mà nước D luôn, hai giấy AF luôn. Giấy Mỹ với quốc tế luôn, nhưng bán có 15 triệu một viên. Nhưng bán có 15 triệu mà không có 13 viên làm gì còn. Nước D, AF, hai giấy giấy Mỹ với quốc tế bán 15 triệu một viên. Cái này tao bán 14 triệu một viên, cặp 28 triệu, tôi bán một cặp có 18 triệu, 19 triệu thôi. Trời ơi, tôi nói rẻ không còn có chỗ nào mà rẻ luôn đó mấy bà ơi. Rồi Linh Nguyễn chốt đơn em. Dạ cái này là cái giấy chứng nhận này gái. Nè kiểm định đi. Hộp này tôi chứa khui luôn nha nè. Hộp mới nha, tôi mới khui nha. Hàng mới nha chứ không phải hàng qua xài rồi đó nha. Mấy mốt em hỏi chị gì em đúng hay sao hỏi. Hồi nào. Thí dụ như kiểu đó về em bán nhân được, nhưng mà đâu có chạy qua gì rồi sao, ai đâu mà đeo. Thì bây giờ làm cho người ta cái cháu với là cái cháu với xấu quá à. Trời ơi em nhìn sao đẹp mà em gì. Ờ mê Vinh quá, 54 em lên cho. Khéo quá đi. Dạ 9.5 là 3 ly 9. Nhớ mấy chị muốn chết. Cái kiểu như bị xì ke mấy ba ơi. Tới giờ cái miệng nó ngứa kiểu như ăn khoai sùng, khoai môn, hoặc là lấy mắt mèo gì mà mấy bà thường rồi đó. Mắt mèo cha ta nói đi học trà đít trời ơi gì đó. Còn này tôi ngứa cái miệng tôi, ông nội ơi, tôi như thất tình, tôi về tôi khóc hoài. Tôi có live stream được tôi khóc. Chồng tôi cũng khùng với tôi. Dù gì ngoài luôn tôi chứng ký lên hoài như con dẹo vậy nè. Con dẹo của hổng có hỏi con lần khóc dậy đúng không, là nó lâu lâu nó chứng một lần chứ hình năm ngày nay đêm nào tôi cũng chứng, 2 giờ đêm tôi dậy hết trơn đó, tôi không có live stream được, tôi quạo. Chồng tôi nói vậy, mà chồng em cũng chịu đựng lắm nghe mấy chị, chồng em chịu đựng lắm nha. Rồi còn 9.2 nha, có vàng 18 từ em lên nè, kèo thơm nè, chủ là sòn luôn nha mấy bạn. Trời ơi à. Không có bao giờ có giá này đâu. Em chốt cho 39 triệu. Trong khi cái giỏ không đặt trên 52 triệu rồi. Chưa tính chủ. Vậy anh về đi anh. Em chốt cho 39 nè. Vinh ơi, Vinh có alo luôn em. Tôi cũng nhớ ơi. Chị Thảo Trang nói Vinh ơi nhớ quá. Em cũng nhớ mấy chị thiệt. Và học sòn dưới 6 ly 3 là 3 dưới 6. Là bắt đầu từ ngày hôm nay nha. Quá đơn cũ là bình thường nha. Còn trên 6 ly 3 là 2 dưới 5. Rồi cho em 39 triệu cho Lăng Ngọc Diễm. Ê Diễm nó qua hỏi em qua kèn qua Diễm á. Diễm ở Long Xuyên mấy chị, qua Diễm nhìn em bèo nhiều như cục cứt mèo. Diễm nói trời ơi 39 triệu. Rồi ok chuyển bông rồi, bông còn đôi nè, có 25 triệu à.
em tiếp quản nhà 18, em phải làm tem hết tất cả mọi thứ. Và những mẫu xưa là em sẽ nấu lên hết, em đổi lên những mẫu đẹp hết. Tất cả là em phải theo cái form của em. Tại vì ba mẹ em thì cái model là cái nó khác. Đến đời em là cái model của em nó, cái tư tưởng, cái ánh mắt mẫu mã của em nó lại khác. Cho nên tất cả em phải cho nhân viên nó làm chứ sao mà. Ba mẹ em cực quá mấy chị ơi, ba mẹ đứng cực quá. Dạ, Vinh quên Vinh ha, đâu có, Vinh nhớ bạn nè. Ê, cái dòng này có gà gán cốc can có về trả nợ người ta chưa này Vinh ơi? 26,9,28,3. Em bán cái dòng này cho mấy chị 22,500,000. Ủa Vinh ơi, sao tao mở cái này? Vinh ơi, sao mày kinh dị hoài vậy Vinh? Nè nè Vinh, nè nè chở nè, sao không theo ý người ta trơn nha? Trời ơi, về gì mà em chịu, mai mốt em nhận gì là chị phạt em lận chịu đó nha. Ủa chị dặn em rồi chứ đâu có chịu cái khóa này đâu. Ủa này rồi em nhìn đi, rồi em nhìn đồ coi, ở về đồ lỗi mà em cứ nhận hoài. Em nhìn đi, em like em mới trưởng thành được á. Em nhìn chị đi, em mở cái vòng mà coi coi chị nói em đúng không. Mà sao mà tao đeo được? Mà tao xả lỗ cái dòng này nha, tha thứ cho lần này đó. Em xả lỗ 19 triệu, xả trước mặt nhân viên cho mấy chị coi luôn. Em có chịu khóa này khó đẹp, móng tay giả sao móc vô móng có được nè, móng tay thiệt mở đi. Nè, móng tay giả nhắn có được. Móng tay có nhiêu mà đi đắp bột mà mấy chị coi em khùng không? À, rồi em lên nhắn nè em nè. À, đứng sát nách gì? Bé đứng sát dẹo là tường hả? Dạ tường đó chị, tường khùng đó chị. Nhiều chị chữ quá nói sao chữ dữ mẹ ơi, chữ quá chữ. Cái nói thôi kệ đi, cho mấy chị chữ đi cho mẹ giàu nữa. Mẹ được ngày hôm nay là nhờ mấy chị chữ mẹ đó. Mày đừng nói tao nghe mấy chị chữ gì, đã bị chữ rồi còn nói tao nghe làm chi cho tao tức nữa. Nhỏ này nó vậy hoài. Nè em giải cho 19 triệu. Đi tay nè, đây báo đi. Đi tay 50-52. Nè với điều kiện là móng tay thiệt nha. Móng tay đắp bột như em là nhắn cái khóa chỗ này không có ga. Móng tay thiệt, móng tay giả như em là đắp bột là nhắn không ga. Em mỗi lần cái này là em bực gà bội lắm. 19. Đây là bé dẹo chụp hình. Mấy chị cần nhiều chuyện, cần tâm sự kiếm dẹo. Dẹo là vừa nói chuyện vừa làm việc thì mới có tinh thần. Nha. Nó vừa bắn tem, nó vừa làm nói chuyện, nó mẹ ơi nói gì nó mới khỏe đầu được, mới làm việc có tinh thần làm việc. Vừa bắn tem mà không nói chuyện là buồn lắm, chút xíu lộn. Dạ, yeah. Còn ở đây là con lép. Nè nè đó, lép mấy chị chúc đơn đi sòng bill đó. Là nó đó, con lép đó. Định đợt trước rồi giờ tưởng Hào nó ế, định cứ dòng Hào, bây giờ Hào có bồ rồi. Đây 19 triệu, chúc cho Trang Huyền. Lắc 39 triệu hết rồi, Huân ơi, Huân Trần ơi. Ê, 39 về được mấy chị? Ê, nó nghe nè. Sòng tại tiệm em có 5 gỗ như gì, tất cả đồ em sẽ có bắn sẵn ở tại tiệm. Nhưng mấy chị chịu khó nói lại tiệm là phải lựa bọc, em sợ bị trầy. Em sợ bị trầy, mà thí dụ em like xong em giục bị trầy, mấy bà cũng gán đeo đi trời ơi. Chỉ có kim cương cái bà đeo không trầy, chứ dạng gì tôi cầm gan móng tay tôi nhấn xuống nó cũng trầy nữa mấy bà. Mấy bà soi kỹ quá sao em chịu được, cái nào mà quan hỷ được quan hỷ đi với ông nội ơi. Chứ mấy bà vừa đòi đẹp trai mà vừa đòi nhà giàu, vừa đòi chung thủy nó đâu ra. Giống như chồng tôi cưng tôi vậy nè. À, yêu tôi thì không đẹp trai, còn ví dụ như đẹp trai chưa chắc là chung thủy với mấy bà, ví dụ dạng vậy. Chứ đầu hết trơn thì hết trơn lâu lâu cũng có, nhưng mà kèo đó thì chắc kiếp trước làm phước lắm, kiếp này mới gặp. Rồi Trang Huyền giùm em 19, quan hỷ giùm tôi đi ông nội ơi. À, rồi chốt giùm em 19 triệu. Vậy là hai cái tật nha, mấy cô hay nhắn dọc dọc chữ cái đưa tao đọc hoài nha, tao dặn mày đó. Để mấy chị chữ thoải mái đi. À, 19 ok, xuất hiện lại rồi. Rồi nè 19 giùm em, chưa thấy bồ bé Hào hả? À, bồ bé Hào thì nếu như về tay em phải độ rồi tốn 400 triệu. Ha, cặp lo 150, cái lỗ mũi 140 nha, con mắt là 30 triệu, lại nhiêu rồi chàng, 150, 140 nhiêu tại con tài là 320 rồi, hàm răng vàng khè hai hàm nữa là tốn 100, là chưa gì chưa là thấy là sơ sơ cỡ 4 điểm là chờ vợ Hào tốn 420 triệu mấy chị, là độ đó, độ nhẹ nhẹ chưa có độn cạp gì đâu nghe mấy ba. Nếu mà độn càm nữa thì 35 triệu là 450. Đó. Dạ. Trời ơi, có chưa nó nói cưng lắm. Cưng con bồ hỏi cứ mẹ đi.
cái nói thôi cho bé đi học đi để bé trải nghiệm. Tôi nói trời Phật học làm gì nào, làm cô giáo mầm non, cái Tú nó nhỏ xíu mà mốt mấy đứa học lớp 1 nó quýnh cô giáo bình bình luôn. Rồi đây tụi em nè, thôi mẹ nói gì chứ đừng đi học e bạn nha, tội nghiệp bạn nha, tội nghiệp tao, lỡ sau này đuổi tao ra khỏi đường cái mùa nội tao nè. Rồi chúc em hết nè, bông tay có 3 đôi. À, khoan khoan trời sao nhiều sòn nhiều dữ không nội ơi. Đây nè chủ sòn luôn em nha. Duyên ơi, sao tự nhiên tao đứng ở bên nhà 18 với tao quen qua nay tao nhìn không được ta. Ê mày nhìn tao nhìn có sáng đẹp không? Sao tao qua bên nhà 18 giờ tao nhìn cái gì cũng vàng khè hết trơn cho ta. Thiệt luôn á, mắt tao bị hoa mắt luôn. À, nãy mấy chị em muốn 2 ly cà phê. Trời ơi nó buồn ngủ trong bụng em. Nè nhìn nó có sao tao cho nhìn sao tao nhìn giờ gì cũng dạng chứ nha. Trời ơi vậy hả? Không bị gì luôn ha. Chết rồi tao chửi tao tao chửi người ta quan rồi ba ơi xin lỗi nha. Ồ quan. Em giống Hà Việt Hương á. Dạ em cũng mê cô chị, em cũng mê cô. Cô làm nói chung ta tự làm, ta tự làm phước này kia nọ mê đó. Rồi chốt luôn em nhẫn này nha. Em tặng luôn, chắc nhận lên luôn 16 triệu em có ba em chủ sòn luôn. Nhẫn này mua cho F0 dưới giá 30 triệu nha cả nhà. Chủ sòn luôn em. Từ A tới A, cái này sáng không? Sáng không con? Sao con mắt con nhìn cái gì qua vàng 18 nó qua nhìn cái gì cũng vàng khè chứ. Gì hả? Sáng không? Ở vậy hả? Trời ơi, tôi đứng vàng 18 biết sao con mắt tôi đen thui không biết. Duyên ơi Duyên, đây đây ok trang lập hả chị gái, con chị yêu trang lập á nha Duyên ơi. 16 này Duyên, Duyên Duyên ơi mười sáu triệu ba chiếc, cái đi tài nè em coi đi tài không chính xác nha cưng, chị coi chị cứ đi tay chính xác rồi đó nha, chắc ăn như bắp luôn đó. À chắc như bắp luôn đó, coi đi tay đây chị, chắc chị nói là chị em hiểu không, con chụp cái lắc 39 triệu đặt được không, con chụp cái lắc 39 triệu cho hôn coi, không có đâu nha, chị nói em là cái ni là không không có chính xác, chị y chang em rồi 100%. Nè em nhìn đi, 100% luôn nè. Cái ni nè, em coi cái ni nhận ý nè. Em coi đi, em coi đi nhận ý đi. Coi chính xác trong cái ni chị thấy không? Em thấy không? Cái ni nó còn đo còn tệ hơn đó. Có chuẩn ni đâu. Em nhìn đi. Như vậy là chị không chịu nha. Về ni không chính xác gì chị ốp nha. Chị ốp đó, để cái ni không chính xác chị mắc uy tín chị nha. Đặt ni nào thì về ni đó chứ chỉnh hoài thời gian đâu. Rõ chưa? Vậy là cái ni không chính xác là chị ớt nha. Nè em nhìn nè, nè cái ni nè, đường kính 10 nè. Em nhìn nè. Nè nè em nhìn nè. 16 triệu chú thì yêu Liên Hồng nè. Cái này em thả tim cho chị đi. Chị nói thẳng luôn vậy đó. Em làm thì em báo ta đặt ni nào về ta ni đó chính xác chứ. Sao ta đặt em ni này mà em về ni kia? Ủa? Em phải có cái trách nhiệm trong cái vấn đề của em chứ. Chứ em đâu có đổi thường người này người kia người nọ được. Em làm việc với chị là em phải có trách nhiệm với chị. Đúng không? Rõ không? Em nhận đồ vô vậy mà không đúng cái đồ chị đặt vậy là trả lại đó nha. Rồi ok em lên tiếp cho mấy chị cái này luôn. Rồi trời đồ đẹp không mấy bà ơi, mặc trái tim nè. Tôi về hai cái luôn. Nè nè em nhìn cái ni tay bên đây cho chị mượn á. Nè mà em, Duyên ơi. Cho chị mượn cái nhẫn ở đây con. Nè em. À, qua tiệm không nhìn cái 16 triệu hết. Lấy cái đó qua em coi cái ni đi. Em về được hai cái.
Không em nói gì em ngừng. Dòng sòn đi gái, em lo ô cái mặt này ơi. Wow, 28.500.000. Form to đùng, cho mượn số đồ đường kính nghe đi con. Form to đùng luôn mà em, nghe mấy chị gái, quá trời đẹp luôn mà em. 38.500.000, chỗ khác người ta bán chắc ăn 100% điều này luôn. Em bán 28.500.000, rẻ hơn 10 triệu một cái, tương đương 30%. Đây em cho đeo dây cho mấy chị coi luôn mà em. Ngày mai là tôi like lại bình thường chưa nha. Thí dụ như ngày mai em có đi ăn tiệc thì tối em sẽ like. Rồi dây chuyền nè, sale trong 1.200.000 đến 1.100.000 đẹp gì nè. Nè em, nè em nhìn nè. Đây là mấy cái mẫu lẻ xay chị sale nè. Nè em nhìn nè, chị cho em đang coi nè, chị cho em coi nè, lấy cái đó ra nè. Lẻ xay chị sale lỗ luôn á, coi nè. Cái vàng của em á. Nè em nhìn nè. Đúng không? Đó, cái này mà chị còn sale giá này, bỏ giá đó rồi ai mua được cũng nổi. Bán cho dế nó đều á. Giờ thời buổi bây giờ mày bán á, cái giá cho cao lên rồi ai mà mua. Mua trên livestream mà mua mắc thì đi lại ra ngoài tiệm mua cho nó nhanh là được lựa mấy chị. 28.500.000. Em đâu có em bán vàng 18 luôn nha, tại tiệm em bán luôn 18 nha. Mấy chị ghé tiệm là đích thân bé Vinh bán luôn. Mẫu mã phần trăm này kia nọ là bé Vinh rất là ok. Vàng 18 không có tính bằng trăm nha. 24 vàng nhẫn đồ cưới nha. Đồ cưới là em bán nhẫn trơn, nhẫn mặt ngang, vàng cưới. Em bán vàng 17k, em bán vàng 610 công ty, vàng 600 công ty, mẫu mã nháy theo Italy nha mấy chị. Nhưng mà giờ em đang làm từ từ, hôm nay tủ rất là đẹp, xi măng làm có đầy đủ với mấy chị luôn. Cho nên 4 ngày nay em chốt là em trốn là em làm tem hết tất cả, hôm nay đã xong rồi. Giờ này tụi em còn đang làm bông nữa là ok, với nhiệm vụ với Vinh đã xong. Rồi em chốt với tình yêu 38.9 em bán cho 28.500. 38.9 285. Rồi chốt đơn còn cái duy nhất. Rồi em hết bông hả chị, gọi em lên dây nè. Rồi cái dây này đáng lẽ phải là 1.200.000 nha. Nhưng mà thật sự là tôi đền cho bạn Thảo Trang 115. Chứ 11 thì không nổi rồi Trang ơi, đẹp quá trời nè. 115 giùm em bỏ lông xuyên An Giang mấy chị, 4.5 tấc. Năm sau thì em sẽ ra chi nhánh ở Sài Gòn vào cuối năm sau nha. Dạ chị. Ok chị Tịnh Tâm. Tại vì 17k là em bán đồ đặc á, mai mốt sẽ bán từ lắc 5 chỉ tới 5 lượng, 10 lượng cho mấy chị luôn. Dây chuyền cũng vậy, hàng đang về cho mấy chị đó, em đang order theo ý của em. Em đang order theo ý của em. 3402 em chốt cho 115. Dây này có 39.200.000 thôi Trang ơi. 392 lên. Trời không có tiệm vàng nào dễ thương bằng tôi đó mấy ông nội, cho mấy ông nội vừa nữa chứ. Đồng nghiệp tôi. Dạ chị là 28.500. Xem đồng hồ này, ok tình yêu Thảo ơi, con vô chị yêu xe đồng hai cho con. Cái mặt trái tim á. 392 Thảo Trang à, Vân Nguyễn ơi, không có cho bà giết em. Chuyện này bà giết em thiệt. Bà giết em. Vinh ơi ha. Chị, bà đợi em đi, bữa nay em kêu đó à, em đẩy với hỏi mai em chuyển nha. Đúng rồi, có thể em có thể đúng. Em nói nó mới nhắn tin chị nó có thể đúng nè em. Nó bị nhiễm á. Nhưng mà tại sao không xử lý vấn đề mà đã biết mà còn gửi về vậy? Nhanh nghe mấy chị, 44.500.000, 44.600.000 về được 5 chiếc trả nợ 1 chiếc luôn em. Bán xả luôn cho 29.000.000 luôn em. Lên sòn nè mấy chị. Trời nhiều đồ quá, thật sự bây giờ tay chân quýnh hết trơn rồi. Mà đồ giờ về chắc có 20 thùng á. Thiếu nợ thiếu mua nổi trơn rồi, bà ơi mua tiếp đem có tiền cho nợ coi. Lên đơ mà em 5 chiếc bán 4 chiếc. Tôi nghe nè bạn già ơi. Trời mấy chị phơm to luôn. Mà em cái tay tôi bữa nay nó như dùi đục. Bên hông nó 4 tầng, bên trên 3 tầng. Nhận 4.5 tư sao bà. Không gài cái gì cũng chậm hết trơn mấy chị. Nhà cửa sửa hết trơn rồi. Với thông báo nha, thông báo cái vết tô lô của tôi là bây giờ mấy bà không có đi lên trên lầu. Rồi mai mốt mấy bà lại đây, mấy bà cứ uống ăn về, nằm về uống nước uống ơ đồ hết trơn nha. Nước lên giá, tôi ngồi về em có lên giá. Hồi tưởng trước 5.000 ly, giờ lên 7.000 ly đời nào không hay. Rồi toilet tôi làm ở dưới đây luôn, với tôi lô luôn, đi thoải mái luôn. Mắc gự, không có ly lên trên đầu. Tôi nghĩ tôi làm ở đây nè. Cho nên bà đi lại đây đi, tụi em lo cho. Rồi chúc lâm em 4 em, 29 triệu.
Form siêu to luôn em, nhận em 4,5,5,4,5,6,3,7,2,8,1,9,10 ly được luôn em. Lớn nhất cực kỳ rẻ, lớn nhất cực kỳ rẻ. À, mấy bà mua một cái những cái gì mấy bà ngợi được 12-13 triệu. Đồng hồ có liền luôn. Rồi đây, 4,5 ly nước ép VVS1 nhầm em. 2, 4, 6, em có 8 viên cái này tôi xăng. Dạ, đi mua hàng mà phải trả tiền trước á mấy chị. Trả tiền trước mà nhận sao mấy chị thấy có ai em vậy chưa? No. Cái này mấy chị mua chỗ khác cho mấy. Dạ chị Hà Mỹ, hết lên lầu rồi chị Hà Mỹ ơi. Mắt gỡ, máy lạnh, mắt gỡ, im luôn. Thoáng mát sân giường nghe đó. Giặt giá leo thang, trà đường lên 7.000 ly mà vàng vẫn bán giá đó. Ok, 29 triệu nè, đẹp rẻ luôn em. Rồi tôi tức tôi mày đăng lên mày bán cho mẹ con. Rồi ngồi nhiều chuyện gì nữa cho con, tập trung vô coi trời. Đó, vô 4 ly, 4,5 ly, 4, 6 ly, 3, 7 ly, 2 được luôn mà em. Tới 8 ly mốt là được luôn mà em. Lên 44, 6 gì bán 29 triệu đó gái. Gái ơi, mấy gái ơi, 3, 4 tầng hộp. Chốt cho gà gừng, chốt cho Mai Hương, suy nghĩ cái gì? Người ta bán 44, 6, em bán 29. Em bán rẻ hơn 16 triệu mà suy nghĩ gì mấy bà? Suy nghĩ gì trời? Tắt live stream luôn à. Trời mấy chị ơi, sốt mấy ngày mấy chị. Nè, nè, nè vô nè, bể ben hết trơn nè mấy ba ơi. Bầm hết trơn cái miệng. Cái miệng tôi miệng thúi, nói gì Linh đó mới khen. Trời ơi, chị ơi, chích im lắm, không có hay luôn. Qua ngày sau như bánh cam vậy nè. Tao nói chật ben đó nha. Mà bà hỏi đau không Vinh, đau không Vinh hoài. Mình nói, muốn đái quận đây rồi, mà nó hơi gán đi chích cho rồi đi. Chứ giờ hỏi, bà chích hai áo hôi đau hoài nè mấy chị không. Bầm ngừ hết trơn nè. Nè, bầm hết trơn nè. Đó. Rồi lên em 29 triệu. Lên. Làm cho xong mới được về nha các bạn ơi. Thương mình nha, mình bệnh mấy ngày nay đó nha. Gà gừng nè, chợ tên dễ thương nha. Trời vô tên giống đi đá gà vậy. 29 triệu đừng nói công an bắt em nghe đi đá gà về người ta bắt đó. Rồi ok, yêu Vân Nguyễn giùm em lên 29. À, Võ Yến giùm em. Được chị. Được, được nè tôi ngồi nè. Bây giờ tôi ngồi giữa nhà mấy bà lại đi tôi la làng mấy bà nghe. Dạ 29 em Võ Yến. Bây giờ làm khí thế đường xưa con má la nhỏ nhỏ mấy sợ má không. Sợ má em nói là sùm má em điện đầu. Giờ mẹ em về hưu rồi em la em bể cái nhà luôn, em la tới cầu Hoàng Diệu còn nghe luôn mấy chị ơi. Em la thoải mái thôi. À, rồi. Dạ gửi qua trang này mấy em được la thoải mái. Vô tư. Like đồng hồ Nam á. Đồng Nam tự em lên. Trời ơi đồng hồ đẹp quá trời đẹp nha, đồ mới về. Nóng hội vừa coi em cho đội lô 10 bán lô 20 trong vòng 30 ngày. Đã 30 ngày chắc tôi gửi không nói. Rồi lên đơn em. Lên hộp gắn nè. Đang bán rẻ nha. Trời bán cùng điên mà lên trận mấy chị ơi. Cái hộp này người ta bán 25-26 triệu. Em bán 19.500. Thấy điên chưa? VVS đó, VVS 1 thì mình điểm gì? Rồi đổi lô 3 bán lô 6. Tôi nói chơi cho tụt quần luôn. Tôi bán rẻ tụt quần luôn rồi bán giết nha. Bà nào bà nấy cạnh tranh với nhau ha. Rồi giết khách lời hết trơn. Giống như cái bà bán bún hồi xưa nhưng mà ngang nhà má em vậy nè. Ở bên cầu đói mấy chị. Cái bún ví dụ như bún 5.000 ký. Cái hạ 48, 46, 49 giết hai bà bể nợ hết trơn. Tôi nói hạ giết bà bể nợ hết nhưng mà chắc không có sao đâu ha. Rồi lên 19.500 BBS. Dạ em chuyển qua vàng 17k. Mà vàng 18 thì nó chỉ có 7,3 thôi. Em bán ra em phải lợi 1 like 2 like. Gì đó lộn gì bây. Từ từ vàng bán từ từ. Ai chuyển chứ bán trước đi. Trời ơi sao con. Có gì tao bao ăn gì đó ăn không. Thôi, làm xong mới được ăn mấy bà ơi. Làm xong cho một hộp cơm gà đem về. Vui vẻ, mất công ở đây về ăn nữa ha, tao không có thời gian. Đi mua hộp cơm gà đi, người đem về hộp cơm đem về đi. Rồi rồi, chứ đừng ăn uống như đây chứ, không có thời gian. Rồi 29 triệu, bao người hộp cơm gà đó. Trời cơm gà còn lên đó mấy chị, cơm gà lên 10 ngàn một hộp. Rồi 19 triệu 500 luôn rồi em. 4 ly rưỡi nước ép BBS One, dạ. Trời ơi, từ giờ ế rồi, đem tiền quần áo về hết 100 triệu. Bây giờ ế rồi, chắc để mặc luôn cho nhân viên luôn rồi. Tự nhiên cái họ mắng đắt lắm, cái mấy chị chút giết rồi được. Cái tới lúc em lấy về bán, em bán ế rồi. Cười, vui, buồn gì nha. Em bán mở hàng bữa nay khai trương luôn được không? 699 ngàn đi. Lại có 100 mấy ngàn à. Bông đang đeo là bông sòn. Ok, chị yêu Vân Nguyễn. Rồi chốt 19 triệu 500, 1 viên 36 100, chơi.
Nhờ em bao em sợ 25 triệu gái. Áo đỏ chị Dân này mở hàng coi nè, viết nè, viết. À, 699 ngàn. Ok, chốt đơn. À, phát quan lại gì không biết cái gì nữa. Phát quan nanh bà ơi, nanh mấy chị ơi. Dạ, mấy chị ở xa lên lựa sòn đã lắm, em bỏ bọc bọc lựa nghe, đứng lựa khí thế vui vẻ. Giờ ai lại uống ca nhạc gì ca xưa có má không nhắm cho mấy chị ca nha. Nhưng mẹ em về hù mẹ em bán, ba mẹ em bán hết nổi rồi. Không mà thiệt mấy chị, tới đời em cũng bán hết nổi. Đang ngủ 2-3 giờ đêm vận động khóc. Trời ơi, cái gì cũng được, cái gì mà cực quá trời cực, bệnh thiệt mấy chị. Ai không phải gì, không có vô tem đâu làm được. Không vô tem cứ đứng bán mình lên hoài, đâu giao ai được đó mấy chị. Giờ làm gì làm mà em phải vô tem. Trời ơi, live stream 19 năm chốt. Mua áo đỏ dưới 60 kg là mặc vừa rồi. Lúc họ mắc mắc cái dinh cho đem đồ về bán, cái lúc ta đem đồ một về bán, cái rồi bán không ai mua chân kỳ vậy trời. À, chục cái nè, mua đi mẹ em. Rồi em cho Tiểu Thúy Duyên viên nè, má mẹ đây tiền vô cho 2 viên. Ok, 2 viên chốt. Dạ chị nào có buồn buồn chết chết lên nghe live stream em nha. Ai có bị chồng bỏ chồng chê gì lên tư vấn em đi, rồi em sẽ cho chồng mê suốt đời. Ok, chị gà gừng 1 viên. À, giống em vậy đó mấy chị, trời giờ mê lắm. Ổng chưa có hay là tao sẽ ở nhà đó. Rồi, chồng ngủ đi chơi, nên em chị mà em đi, em có đây. À, ok, mày em ướng nha mày em. À, Trương hay Yến 1 viên. À, tình Yến cái tôi kêu chị ướng nữa đó. 19 triệu 500, 1 viên. Lên. Dạ, đây rồi có được mấy viên hết rồi. Rồi, cho mày em nè, gỡ 2 tem này ra. Rồi, em chốt cho ai đây? Tiger 1 viên nè. Dân Nguyễn mà 2 viên là hết trơn rồi nha, không còn nha. Rồi, hột chuyển khoản đủ re-ship hột đi. Nha, tôi đi hột đi rồi là hột với re-ship, đồng hồ re-ship. Tại vì chỉ có đi cái sạc cái tới thôi. Vàng 24, em kể mấy chị nghe, 24 tôi không có ship cho mấy bà. Tôi mua 18 tôi có ship, 24 nó mềm xèo rồi đi, dục tới chỗ rồi mớp nữa, bắt đầu nói tôi bán đồ lỗi nữa, tội nghiệp tôi. Rồi mem Tiger nè. À, chốt mem 1 viên rồi hết trơn rồi, ok. Áo đỏ nè, áo đỏ có làm cho mấy chị lo lắng không? Ai nó nghe nè, ai nó nghe nè, mấy bạn ơi, mấy bạn bên chốt đơn, mấy gáo này nè. Cái phòng của mình á là cái chị bếp chỉ vô được. Áo nào thì cứ đi về lấy tủ lấy đồ bán với chị. Chỉ có cái phòng túi của chị là chỗ ngủ chị mấy em vô được thôi, con kia vô ra bình thường. Sau 12 giờ nó vô nghe, coi chừng hai chồng tôi có chuột đi vòng vòng với bà. Nha, nhớ gõ cửa coi, có hai chồng tôi có trong nhà không nha bà. À, vô lỡ hàng à. À, rồi chúc em 699. À, lỡ chồng tao hận tao đó, chồng tao nói rồi có gì tao giết bà đó. 1950 rồi, ok, lê lại 1 viên hết rồi. À, rồi tình yêu Linh Ngọc Trinh giùm em nè. Hàng ao thun đẹp mấy chị ơi. Rồi chị yêu Hoài Phương với 60 kg mặc được, có 10 cái mua em đi. 699 rồi, ok. Chị Dân bông đẹp 25 triệu rồi Dân ơi, rẻ quá, rẻ luôn á Dân, rẻ quá. Ok nè, em là 699. Thun đẹp mấy chị ơi, thun 11. Em mặc đều rồi, thun được, ok. À, em có chưa hả? Ừ, từ gái em có. Rồi, em chốt đơn cái lắc này luôn nha mấy chị, giá quá, thun đông đầy. Ta bán 105 triệu luôn, Amaro 3 ly, 8 ly, 6 ly, 7 luôn em. Em chốt cái lắc này cho mấy chị, giá yêu thun đông đầy luôn, hàng mới về luôn. Đố mấy chị, em bán mấy chị nhiêu? Đố, em đố luôn. Em bán 75 triệu. Em bán nguyên cái lắc sòn là 75 triệu luôn em, vàng cực đỉnh vậy luôn em nha. Ok, chế Nguyễn Liệu. Ô con ơi, chế Phạm Châu. Châu ơi, Châu. Châu bây giờ Châu phải điện em rồi, Châu vô trong chăm chốt không? Em vô không được Châu ơi. Bà đi kiếm đích giả bà mua em được không? Ờ, Mai Trâm Ly ơi, chị thấy em nhắn tin chị nó phụt cái tin nhắn nhảy lên á. Mà không gài chị không có vô nổi luôn á. Không gài chị lu bu á, thì chị tin tiếp quản 18-24 của gia đình á. Cho nên không gài mấy chị nhắn tin em á, là em mất lịch sự lắm, trả lời ai chứ. Tại vì chả, nếu mà thà là không vô đọc. Vô đọc xong mới giải quyết vấn đề cho mọi người được. Mà đọc mà không giải quyết vấn đề được là mất lịch sự. Cho nên là làm giọng không thấy tin nhắn. Nhưng mà thấy em kêu chị ơi kêu thương lắm, thấy thương lắm. Kêu nhưng mà không có vô được. Tại vì nếu mà vô được đọc tin nhắn là phải giải quyết vấn đề nha. Còn này đọc mà không có giải quyết vấn đề. Chết rồi chồng. Chết rồi. À, chút xíu giờ like nha, giờ like chút giờ điện lại. Mở vô mở lo lớn rồi, như thắc mắc đi. Dạ dạ. Bông 25 triệu Dân ơi, áo đỏ cho chị Liễu giùm em nè. Rồi ok gái. À, rồi Nguyễn Liễu nè. Bông 25 gái ơi. Đeo áo cho Vũ nè, ok chị gái nè.
Về nhà mở tủ lấy đi, lần nào đợi em 75 triệu em mới lắc tay này mấy chị. 75 ni tay em, mai em 48, 50, 52 nha, 54 đeo vừa luôn mà em, 75 giá quá rẻ luôn mà em. Chào chị Nguyễn Hà, em chào chị Nguyễn Hà, nhận được đồ đẹp xuất sắc nha, em cảm ơn mấy chị gái. Mai mốt sẽ đầy đủ đạn dược chơi với mấy chị. Mấy chị muốn 24 thì có 24, 24 thì mua tại tiệm giùm em. À chị Nguyễn Hà dễ thương lắm. Đồ cưới, đồ 24 cưới thì em sẽ có ship đi cho mấy chị, nhẫn chơi không có ship với ba. 24 mà đồ đẻ không có ship đi, đồ đặc nha, đồ đặc, đồ đổ theo bộ em chuẩn bị bán á. Set 5 chỉ, set 7 chỉ, set lượng, set lượng 2, set lượng gửi, set 2 lượng, set 3 lượng, tới set 5 lượng thì sẽ có ship đi cho mấy chị thì được. Còn như mà vàng nhẫn hay xíu không được, vàng đá ship gãy hết nha cả nhà. Đồng hồ xăm sau lưng nha. Đây, đồng cái này á. Cái này mấy chị, cái này mắc lắm á. Cái này em chốt cho 2,5 triệu em bán lỗ. Cái này là răng bu lớp. À, tôi đọc chữ lơ là mắc chân bay tôi liền, răng bu lớp nha. 2,5 triệu lên mấy em chị nào lấy. Rồi đòi lắc tay sò em 75 triệu cho xin cái dòng cạc tia phong dòng đinh hay gì. Trời cái lắc này rẻ lắm á, chị mua trên cả 100 triệu luôn á. Ni tay 48, 50, 52, 54 mà lên tay đẹp gì nè. 75 nè, giá quá yêu thương đông đầy luôn. À, chị nào bỏ lỡ tiếc giùm em hình ô quan nha, hình ô quan nha, lên luôn em này. À, rồi mấy chị muốn em lên đồng hồ không, em lên cho vài cái đồng hồ. Trời ơi nhẫn này sao bao nhiêu ngày đợi chờ. Vòng tròn á hả, đây đây, ni tay 50, 51 chốt xả cho 41 chị, không ai bán giá này hết nha cả nhà. Chốt xả cho 41 triệu luôn em, giá bao thơm luôn em, khóa em nè, bao đẹp luôn em. Dạ, ni tay, ni tay là 49, 50, 51 đeo dừa luôn em, dòng sòn nha. Mấy chị nôm na như mua sòn của nhà Vinh tương đương bằng đuổi, tương đương bằng đuổi. Rồi nhẫn sòn nha, em chốt chiếc nhẫn này cho mấy chị bữa nay giá sập sàn luôn. 63,500 triệu, chốt 48, hôm nay em xả luôn 45 triệu, đổi luôn 10 bán lỗ 20. À, dạ chị có 41 triệu ha, bạn nào mà comment 49 chưa ha, rồi tao bỏ mẹ đâu nữa, vậy thôi khùng rồi. 41 triệu bạn ơi, sòn nghe bạn gái ơi, cái nào sòn nghe, 41 ni tay 49, 50, 51, 52 em chốt với tình yêu. Này giống qua nước rồi, nó nghe là gái coi này khách mới phong. Rồi chốt cho gái yêu 41. Rồi em chốt cho chiếc nhẫn 45. 54 đi chị yêu hả? Rồi đem coi 54, từ từ em lên cho 54. Có nguyên chiếc nhẫn 54 tuột nước nè. Chị nào lấy cửa hộp không em bán cho 29,500. Rồi cái vỏ này là 42 triệu, em sell cho mấy chị 30. Rồi nguyên chiếc em bán có 59 triệu thôi. 10-20 rồi chị Linh ơi, chị Linh ơi, nhẫn 45 triệu, nguyên cái nhẫn ghép sòn to đùng luôn nha. Trời em nói thật sự mấy chị, giá này có một mình bé Vinh bán mấy chị giá này luôn, không ai bán cái nhẫn này 45 triệu cho mấy chị đâu. Rồi nhẫn sòn kiểm định 5.4, sòn kiểm định 5.4 đây nè. Trời ơi giá quá tê tái luôn em, nhức cái nách luôn em. Nước tri VVS1 bé sẽ lình ninh, nước tri VVS1 bé sẽ lình ninh luôn em, nguyên cái nhẫn sòn vỏ hộp luôn 59 triệu, vỏ hộp 59 nên luôn nghe cả nhà. À, hàng ngon đẹp chưa, trời ơi tét cái nách, tét cái nách. Bây giờ mua cái vỏ 42 cái hộp cho các bán 38 chứ nhận 80 triệu, bây giờ bán nó 59 triệu thôi. Út Hiền với Trang Trần, bông mì với mẹ với bông phèn con có chỗ máy, mẹ phải mua cây thêm nè. Bây giờ bông mì con để ở dưới đi, bây giờ nữa mua cây thêm mai mua. Rồi bông quen thì để dưới đi, còn bông kiểu để ngoài người ta mua. Quen mì để bớt dưới chân mọi thứ dài đôi thôi, còn cái kia điếm bao nhiêu đó thì ấy lên. Bây giờ đã lỡ bắn tem phải chân nó hết chứ gì, nó lộn người ta chết luôn á, tao không kiểm được nha. Trời tao tắt tiếng nha, tao nói kiểu này chắc nữa mà mai nữa rồi vô sốt nữa quá. Đây 59 triệu nè con gái, 45 triệu là nhẫn này em tôi nè mấy bà. Út Hiền trước, Trăng Trần sau nha, Đỗ Thí sao nha, Minh Quỳnh sao nha. Trời ơi nó rẻ đó, chiếc nhẫn này cũng thơm nữa, 63 triệu giờ bán giá này nè mấy bà, bán giá này nè, 75 triệu lã lắc này nè gái yêu, tao bán tới 109 triệu luôn đó cả nhà ơi. Sòn tấm đi ví xoan không luôn em, Đỗ Thí mã sao cho 59. Trời ơi live stream mới có tiền vô nha, không live không có tiền vô nghe, khổ luôn đó em, khổ luôn đó mấy chị.
Em nói nhân viên em kiểu này, tao đi bán muối với ông nội ơi. Rồi em chốt ra bông này luôn em nè. 24 em xe 18 năm. Xe 1500, xe tiếp tục 15.800 đặt lại không được luôn em. Bông đang sọt 25 triệu chị gái. Nhận ra đi 15 được à, Tiên ơi, Tiên của em. Ưu tiên của đời em, 45, chị mua đi. Chị mua em giận chị đó, chị là chị ruột của em. Chị phải thương em, chị phải làm gương cho mấy chị khách khác mua đồ em. Ví dụ như khách khác chữ em là chị phải chữ lộn tiếp em. Em có ăn xui lựu đạn nha nó. Trời Phật ơi, chữ mày rồi, tao binh mày lỡ chữ tao luôn sao? Chui em nói chị. Cái em nói, tao cũng sợ nó thôi, mày còn khỏi chữ. Rồi hết nè. Đây, chụp cái lắc bẻ máy cho Huy coi. Mấy chị ơi, nói chung nè, em nói luôn nha. Em bản thân em thú thật luôn. À, 3 năm về trước, 3 năm về trước nha. Em bán tại tiệm và bán live stream. Thật sự đồ em không có chỉnh tề, không đẹp. Giống như lời đồn là đồ em bán rẻ nhưng không đẹp. Cái này em nói thật sự luôn nha cả nhà. Có sao bây Vinh thú thật luôn. Nhưng mà sau 1 năm em được một người chị. Dạ. Chị chỉ đường dẫn lối cho em là cái gì có nghĩa là bà nói nhiều quá. Thì bà cái gì cái gì đó thì chị nói mình cái gì nó không đẹp không tốt thì mình sửa theo ý chị. Thì bây giờ thật sự em nói mấy chị luôn, ghé đồ ở tiệm em mấy chị cứ ghé thử một lần. Mấy chị cứ ghé thử tiệm em tham quan một lần, mẫu bảo đảm mấy chị luôn, say đắm lòng người. Đồ like cũng vậy luôn. Cho nên cả nhà cứ yên tâm, đẹp rẻ to bự trắng sáng nha. À, còn cái chuyện mà mấy chị gọi là cái lợi nhuận mấy chị đeo thì em sẽ hướng đến cái lợi ích mấy chị nhiều nhất. Em cũng có lời một chút để nuôi nhân viên em, nhưng em nhờ số lượng nhiều cho nên cả nhà cứ yên tâm ha. Và ok, chốt chị Mai Tiên, chị ruột của em mà phải làm gương mới được. Ok, à, em hết rồi Võ Yến ơi. Em đặt đi số 6 rồi, 3 ngày nữa về à, bạn yêu ơi, bạn yêu Dân ơi. À, bạn yêu Dân ơi, à, 3 ly 6, 7 triệu 2 nhân viên. Em chụp cho tình yêu Huy coi nè, không cái này nói thật sự nha. Có sao nói gì, giống như lời đồn mấy chị nói 3 năm về trước là đã Vinh rẻ nhưng không đẹp. Nhưng bây giờ nó khác rồi, cái gì nó cũng phải có sự trưởng thành, có cái sự nó, nhà nó tiến bộ đi. Dạ rẻ đẹp to bự trắng sáng nha, đổi đồ lộ ít ha, à, yên tâm điều đó luôn em. Giờ chỉ có nhân viên làm việc tốt hơn xíu nó là ok. Rồi 75 triệu, rồi em chụp thử với tình yêu chị Huy coi. Em đặt tài gian, em làm đi số 6 luôn à. Em gan rồi, Dân đừng lo. Em gan rồi Dân ơi. À, chụp 75. Nghĩ rồi. Đang muốn mua hộp 11k mà thôi bây giờ đang làm công chuyện rồi, từ từ đeo là hộp cũ 5k nghe mấy chị. À, gắn tới sinh nhật nếu mà cố gắng đâu đó đàng hoàng hết thì ok. Rồi nghĩ rồi. À, lên tiệm thì mắc hơn, chị biết sau này em cũng nói thật sự luôn. Mua quần mua áo thì cũng vậy hết đó mấy chị, canh like thì nó mua rẻ hơn chút xíu. Nhưng mà thí dụ mấy chị lên á, em ngồi lại suốt ở đây thì nếu như tụi nó mấy chị biết như là thông cảm là mấy đứa nhỏ bây giờ nó bán theo tem hết rồi mấy chị. Mấy chị mà bớt cái phần trăm á, giống như trong một tháng mà lỗ 10% mà qua ngày 31 tụi nó cho mấy chị lỗ 10%, chính bản thân tụi nó phải đắp cho 5% cho em. Bây giờ nó vô tem bỏng hết trơn rồi, quản lý hết rồi, bây giờ 50 người nhân viên thì kêu tin như hồi xưa làm sao tin được mấy chị. Biết ai mà tin. Con em hai đứa em còn chưa biết cái bụng nó sao, nó nhân viên em biết sao. Tốt bụng tự tụi nó biết tốt bụng, bây giờ biết ai tin mấy chị. Cho nên vậy đó. Bà còn thiếu tôi. À Long Vũ, năm sau ra chị. Em nói là em làm, năm sau. Thôi đừng nói nhiều quá, người ta nói em. À rồi em chốt đơn luôn cho nè. 15 triệu 700. Ga muội ơi, ga muội. Niệm Phật từ từ được. Hồi xưa thì mẹ chị nói gì thì chị cũng thôi, nhưng mà chị nghĩ chị làm ăn mà đâu cờ bạc vậy đó. Chính xác là cuối năm sau em sẽ ra tiệm một cái tiệm sòn, hết hợp đồng bạn trên kia. Với lại giờ em đang đâu đó vô đây hết rồi, ổn định rồi. Bây giờ cũng muốn làm biến cũng không dám làm biến nữa. Chị sáng nó đứng cho một nhà có 50 người nhân viên á. Ốc mà nội chưa. Dạ nhân viên không có quyền để bớt cho nên chị thông cảm với 25 triệu em. Đi đám gì con? Ok đi chơi vui vẻ nha. 700. Ừ. Rồi chốt em 25 triệu. Dạ thì ví dụ như được thưởng được phạt em 25 triệu. Không biết tính từ ngày nào em cũng không hiểu. Bây giờ nó không khác đi. Cái bà lố một ngày cũng tích. Tại vì nó vô phần mềm hết trơn rồi. 25 triệu dùm em. Mùi ơi ga mùi ơi. Ga mùi. Mùi chị ham làm á. Mà chị nghĩ chị niệm Phật được mà. Với lại nó thật sự mấy chị hồi xưa còn nhỏ đó, mình mong cầu cho bản thân được nhiều quá. Bây giờ lớn hả mấy chị, mong cầu cho gia đình mọi người
nhiều hơn. Em bây giờ lại nhiều khi em thật sự nói chuyện, nhiều khi nguyện ít nguyện cho mình đó. Thì em cũng làm lo mọi người chứ em làm lo cho em đâu. Rồi ho ha Châu Lê Anh Đào con ơi. À, mấy bạn ơi, tao live stream nó bóp bóp nhiều chuyện giùm tao. Phạt 70 cái tao mi mẫu ơi. Tí con viên lớn nhất luôn. Ờ à, má tao dặn ra đó nha, nó xúc ra đó nói chuyện ngoài đó. Rồi em hết trơn bông 25 chuyện rồi cả nha, không còn. Không, không uống cái chân trời tắt đau hồng. Ơi cho cây dừa đi. Cây dừa đi. Em lên cho cái bông này có 3 đôi 20 triệu 900, bán xã 15 triệu. Xã 15 triệu giùm em. Ồ em nghe hết trơn. Nè mấy chị 15 triệu giùm em được tặng Luxury luôn nha. Với lại mẫu ơi, order 1000 viên cho đàn ta đặt mà em chị 1000 viên Luxury 4 ly, 4 ly rưỡi, 5 ly 4, 6 ly 3 đi. Bây giờ có đặt không đặt tao kiếm châu khác. Nhắc cái gì vàng này tao nhanh tao năn nỉ luôn á. À, 15 triệu không giữ hết xôi. Nguy xui với cứng lên cho mấy chị đụng cái xui em lên chữ lộn nha em không. Bà đâu cháu không kiếm nhân viên chữ nha mà làm như vui. Đây tôi lên đừng muốn ủng hộ nha. Ủng quỷ. Đây 15 triệu giùm em có 3 đôi. À chị qua chị Mai Tiên chuyển 45 triệu rồi kìa, cảm ơn chị yêu. Rồi bây giờ chốt đơn cho 15 triệu. Ok chị Trang Trần eo là di sòn có. Ủa Hằng ơi, cái về cái mâm sòn đó Hằng có làm gì không? Cho chị đi. Ờ đưa đây đây. Ủa tôi đưa đây. À 15 triệu một đôi, hai tầng hộp luôn em 15 to đùng. Có 3 đôi. Ok tình yêu Trang Trần em chốt đơn Trang Trần. Cái nào kiểu đẹp đẹp chân lên trên đi em ơi, bông khoen với bông bông mà mấy bạn ở dưới phạ môi đó. Dài dài đó để riêng lên trong. À. Rồi đây mà chị gái to đùng luôn em 15 triệu. Lịch sử không bao giờ lặp lại luôn em, không bao giờ lặp lại giá này. No 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 no. Đức có đích bông mai thương hiệu Trà Nòi, bông hai tầng luôn em. Nè này mấy chị, đó giả man chưa? Nhà cũ mà tại đổi góc like. Nhà cũ. Dạ. Đây à, rồi chốt đơn em 15 triệu. Duyên Nguyễn ba đôi. Ai bỏ lỡ tiếc. À, có bông gì đó sao? Đây em đang chuẩn bị về cho mấy chị là đồ modern giống một cái chị yêu hàng hiệu kia. Chị cũng đầu tư mấy cái đồ modern mà em đầu tư đồ modern đó là đồ ý đúng không? Bắt đầu từ đây em sẽ về luôn đồ hàng hiệu qua đồ sòn luôn. Nếu như người ta bán 30 em chỉ bán 20 cho mấy chị thôi. Nha, người ta bán 30 bé Dinh chỉ bán 20 thôi, đợi bé Dinh. Mấy chị sẽ ngợi được từ 30% là có thật. Nha. Rồi chốt đơn em 15 triệu. À, mặt Phật Bà chưa giao gái quận ơi đem coi coi. Quận Lê nè con ơi. Đồ đặt hói nha, chú hình đi Phương Thảo Quỳnh 15 có 3 đôi. Bữa nay nó lại 10 sòn 10 20 đi. Bây giờ sòn 10 20 nha, còn qua 1 tháng á là 15 20. Đồ ý cũng vậy luôn. Bắt đầu sửa quá đơn từ ngày hôm nay đi Duyên ơi mẫu ơi, cho mấy chị sướng nha. Dòng đinh sòn có này bà. 22 triệu à. Cái khóa này á tôi order người ta là không phải khóa này. Nhưng mà về khóa này. Cho nên là tôi xả 19 triệu, 19 triệu giùm em. À, nghe này xui, chiều lên. Thử việc mà xui chê quá. Trời ơi, đi làm mướn mà tối ngày một sòn đeo không ai chịu nổi. À, đi tay 50, 52, 54. Không bao giờ có giá này nghe mấy chị, phải 22 triệu 500 nha. Mà nè nói chung nè móng tay này móng tay giả. Nhấn cái này cũng được nè, nếu nào móng tay thiệt nhấn cái đi con. 19 triệu giùm em. Năm sau Nguyên, năm sau nhìn cố gắng. 52, 54 nha, 50 không có. Duyên ơi. Có ai chỉ có một chiếc hai chiếc. Chị em chịu này. 52 54. Rồi gửi lại. Thay hết lại cho chị. Chào chị Diệu Huyền em chào chị. Ô chị, hello chị. Trời ơi lâu quá mới gặp chị, cái này tóc em xinh á. Cảm ơn chị yêu. Rồi lâu ngày em gặp lại gặp mấy chị khách lâu lâu. Mấy chị ơi, dán cho em xin cơ hội phục vụ lại. Giờ ok lắm. Giờ đồ đẹp ok lắm. Hứa 100%. Chỉnh tề ngăn nắp. Từ đồ tới nhân viên. Dạ, chị có chút đơn thôi. Kiểu là chốt ai có tiền chuyển hàm tiền vậy thôi. Cho em xin một lần phục vụ là được mấy chị nha. Em nói thật sự luôn. Dạ hộp là 3 với 6 dưới màu hồng này chị đi bự.
Ủa Duyên ơi, mày đặt cái ni này ni gì dữ vậy Duyên? Ni 54 nè, mày gai màu hồng dùm em nè. Sao mày khóa này hoài vậy Duyên? 19 triệu dùm em, khóa này hoài, tôi không có chịu khóa này. Em xả lỗ luôn cái này đó. Em không có chịu khóa này mấy chị gái ơi. Dạ Vinh đó ngoài, trời bữa nay mấy chị nhìn em môi mỏ ngoài em xanh lè mấy chị ơi. Lên thoa son mới đẹp đó. 19 triệu son không? Bữa hổm nghe đồ son chụp vô đuổi nha. Rồi đồng hồ nè. Mặt em 1,5 triệu. Mà hàng của Nhật luôn em. Đai chốt cho 1,2 triệu. Ni tay em đang đeo. Ni tay 50, 52, 54 luôn em. Dạ. Tiệm khác hả chị? Đổi mấy chị. Đồ lạ mấy chị, chỗ khác mấy chị gửi qua em đi. Ví dụ giá ok em mấy chị hay gửi về. Tại bây giờ mấy chị gửi đi gửi về nó đã bị nguy hiểm rồi. Mà mấy chị còn gửi về xong cái em gửi ngược lại em được giá, nó lu bu lắm. Mấy chị có đồ ý lạ hay đồ sòn lạ hay đồ ý thì không sao. Đồ sòn mấy chị cứ gửi qua em đi, giá ok được được em đổi cho. Đây 19,54 có này, Vinh đang đeo nè. Nghe nghe, lần sau mà em về cái khóa này nữa là chị phạt em một chiếc 1,000,000 nghe Duyên. Chị phạt em đó nghe Duyên. Chị phạt em đó. Chị nói trước đó. Ai mà đeo được cái khóa này mà em đợi trước chị dãy đặt đặt đây mà em còn. Chị phạt em 1,000,000 một chiếc đó, 7 chiếc này cái mặt em méo luôn đó. Chị nói cho chị phạt đó nghe. À, Lê Thu Hà một chiếc nữa mấy chị mua đi thôi, em phạt Duyên đó. 50 không có chị ơi. Bông tai này của em đeo nè, em mua em đeo nè, em điệu nè. Hộp 2 ly nè, 43 triệu nè. Em đem bán cho 35 triệu một đôi mấy chị lưu ý nha. No. Ở trên này có nói là mấy chị thấy 2 ly không? Lòng trong nó luôn nha. Cái này nó kiểu model của America là bên Mỹ á. Đây. Lòng trong của nó luôn nghe mấy chị. Đó, Việt Kiều Mỹ mới đeo được cái này. Thích đeo đồ màu hồng. Ôi từ từ chị gửi đi. Với lại em đưa cái hình của người ta, em đã cho chị biết á, là cái bảng ngang. Đỗ Giang ơi, khi em đưa cho Vũ cái hình á, Đỗ Giang không cho chị biết về cái nhẫn nam. Ừ em muốn á, là cái bảng nó bao nhiêu ly Vũ ơi đó, và em muốn cái đó khoảng bao nhiêu tiền. Thì chứ giờ em đặt chị, thí dụ như lỡ em muốn cái bảng 10 ly đi. Bảng 10 ly chị về 8 ly sao em chịu, hoặc chị về bảng 12 ly nó bự quá sao về. Mấy chị đặt sòn cho em xin cái bảng này em về đuổi được chứ. Chứ còn không cho cái bảng rồi, cậu không cho giá tiền rồi. Lỡ mấy chị đặt 50 em về 100 còn sao, hoặc là mấy chị đặt 100 em về 50 rồi sao, đúng không? Rồi 35 triệu một đôi, một hồng một trắng. Cái này của con bé chủ đeo. Đường kính là 25. Đường kính 20 mấy chị ơi. Rồi ok chị yêu liền. Ok chị gái à, rồi chốt đơn luôn em nha. 35 triệu dùm em là màu trắng. Màu hồng dùm em là 3,49 đi cho nó khác luôn em. Chị nào thích hồng lấy hồng. Cho em số điện thoại người liên lạc thôi tiêu. Rồi điện dùm em gặp bạn y tá nha. Nó tên con y tá. Ồ cái giọng nó nhiễu mà nó không nghe được. Rồi đây. Rồi các tiên Nguyễn luôn em. Ok các yêu nhìn coi liền. Màu hồng là 3,49. Màu trắng là 30. Màu trắng là 35. Tắm 2 ly mấy chị full luôn em. Trời mấy chị lòng ngoài luôn em. Cực kỳ là đẹp luôn em nha. Đổi lô 10 băng lỗ 20. Bạn gửi hình vô đi gái. Gửi hình dùm em. Rồi để bông chặt chia. 24 xe 18 năm. 18 xe cho 15,700. Quận đi quận về xe 30%. Bông có nắng không chị? Lại Kim Phạm ơi. Pháp phim Việt Nam. Sandy Hoàng. Đẹp lắm ơi gái. Trời ơi bán rẻ đẹp. Tắm VVS 349. Nhớ nghe, bữa nay sửa qua đơn là bắt đầu từ ngày hôm nay luôn nha. Vàng 18 mấy chị đem ra đổi đồ em nha. Là còn nguyên lỗ 50,000, hư thì lỗ 100. Mấy chị thông cảm giùm em chứ đổi ngang không nổi mấy chị biết sao. Thí dụ như em có xe có đồ mấy chị đổi đi. Em có phải đánh bóng này nọ lại nó cũng bị hao quá mấy chị. Rồi cái nào được em, thí dụ như có cái nào mà tri ân không đồng được em sẽ không đồng cho mấy chị cái tiền công của vàng 18. Rồi 30 màu hồng luôn em. Lấy luôn màu trắng đi Hoàng. Gái lấy luôn màu trắng luôn em. Nước D ha. Nước D tôi có ha. Nước D mà mua công ty 123 triệu tôi bán 80 triệu viên hàng ngô ơi. 2V VVS1 Basilin 349 nè, con chốt cho gái nè. Mặt phạt bà chứ nha. Ồ chắc gái ơi, chắc đó gái đặt lại được không? Gái đợi mình một tuần được không? Tại bữa hổm mình chốt hai người á bà. À, mình đặt lại gấp cho bạn một tuần 15,700 giùm mình. Bà thông cảm nha, tay sò mình có một món mà nhiều khi mình chốt người có nhiều khúc cái người ta không có mua.
cái thành ra mình chốt hai người, ai chuyển trước có trước, còn không mình đặt lại. Thôi bạn thương mình đi, đừng thương nhân viên. Duyên ơi, order cho quận Lê gấp một tuần lễ đi Duyên. Rồi bông tai form luôn em, đích bật đẹp luôn em. Đồng hồ nãy nhiêu hả? Đây bông tai nè, cạc tia luôn em, 15.700.000. Nhẫn chín hộp bữa nay có về không ta? Có. Nhẫn 29 chiều nay con vô nhẫn vuông cho tình yêu chinh chằn coi đi cái. Tình dễ thương không chinh chằn. Mày móc đổi tôi hình lên tôi tên tình nhìn chặn cho tôi giữ xíu ơi. 15.700.000 bông cạc tia sòn 2-3 tầng hộp luôn em, giá quá rẻ. Em bị 3-4 lần rồi. Ok. Đặt lại tuần đi Vinh làm gấp cho. Đặt lại tuần Vinh làm gấp đi, còn không coi mình chơi vui vẻ cái xong cái tôi kêu nó chụp hình cái nào na ná chụp tôi đền cho tôi bán giá like cho cái 15.700.000. 15.700.000 đó. Rồi để tôi gán chỉnh tề cho mấy bà nha. Tôi gán chỉnh tề cho mấy bà. Rồi đôi này là đôi của bé Vinh đeo nè. Trời sao nhiều cái đẹp quá ha. 45.000.000 bán 38.000.000 thôi. Đặt lại nhận đó được không Vinh? Được. Trang Trần ơi kêu tôi nói tôi nó gán đặt cho. Ok gán xíu tôi kêu nó đặt cho. Cứ gửi qua đi, mấy chị cần gì báo em sòn em đặt nha, đuổi không đặt nổi em làm chắc em khùng quá, em ở chuồng à. Cho xin hình bông đang đeo. Sòn em cố gắng cho, có nhiều món em về em lỗ 2-3 triệu luôn á, lợi gì đâu. Mà có nhiều cái em cũng, tại nhiều khi nghĩ bây giờ em lỗ thì mấy chị mai mốt đưa lại em theo cô thôi cũng vậy thôi cũng được. Giữ cái tình cảm của khách. Đây giùm em nè, cho tình yêu thiên muốn thù có 35 sòn em. Đây mặt mẹ hả? Mặt mẹ nè, mặt mẹ có nè. Mặt mẹ tôi lên nè gái ơi, tôi có lên mặt mẹ nè. Đâu rồi bạn nào mặt mẹ thôi, tôi thấy mặt mẹ nè. Mẹ mới bay qua đây. Rồi mẹ bay luôn rồi. Đâu rồi cha? Duyên ơi đừng có về hành giá nữa Duyên ơi, tao ế tao đang đâu được. Vậy hả? Trời ơi. 35 ở này nè con, 35 nè. Ok rồi Vinh đây, Vinh kêu cho ngày mai nói đó là Vinh, Vinh nói Vinh đặt cho. Ok. Nè nhẫn này về được 5 chiếc nè. Nhẫn nam hả? Đây đây nhẫn nam nè. Em thích chồng em chị biết rồi. Chồng em cũng đơn giản. Em lấy hai này đi. Trời. Ủa Duyên ơi. Ủa Duyên có tính này không? Chị này chị bỏ em chiếc nhẫn này là hãng cao hãng bên kia lắm nha. Em không có giao cho người ta không nha. Có coi lại không? Tại nó bận hả? Có hỏi hả? Bạn ạ. Bên chị mắc hả? Ghê vậy? Thôi tao không mua đâu. Thôi. Tao bán vậy. Lê Ngọc đầy trang hả gái? Rồi nó nghe nè, cái nhẫn này á thì chị nhập giá này bên này hãng hơi cao. Nhưng mà chị thấy đẹp. Thôi chị bán rẻ rẻ cho em nha, chị lợi ít nha, chị lợi 1 triệu nha. Chị bán cái nhẫn này cho em 59.900 á. Mà đẹp lắm, 200 ly ơi. Chị lại đúng 1 triệu. Lại đúng 1 triệu luôn. Nhẫn này mua chỗ khác bán 77 triệu nhẫn này. Chị bán 59.900 là bán cho em nha. Mà rồi xương giùm em nè, inbox 54 con ơi. Hằng ơi, 54 đây hai giấy rồi, cho chị mượn Duyên ơi. Em có giữ không? Đưa con Ngọc đem ổ 68 dừa ly ơi, dừa 59.900 giá thơm. Em nhìn nè, Văn Nguyễn ơi, 200 ly lấy rồi Văn Nguyễn ơi. Rồi mấy chị 4-5 tầng hột, 6-7 tầng hột em vô 68 là tuyệt vời. Hình như chồng em cũng bự con đó. Được chị Diệu khoan để 300 ly ok không có đã. Bây giờ Vân Nguyễn với chị Diệu Phú đợi em chút, bán 80.000.000 đó. Em bán em lời có 80.000.000 thôi. Con vô cho Hà nhỏ đi con đừng ghi lên trên đó nghe, lấy cái bọc ghi vô. Nhận hàng rồi dưới phải nghe xem suốt. 300 ly ok không Bụi ơi? Mũi được đi ra 22 hả? Tôi đi 22 đường kính mấy ta? 200 ly cho đặt lại nhẫn này đi Duyên. Duyên ơi đi qua đây cho chị nè. Con chụp hình cho chị mà cô 200 ly đi, chụp đưa qua đây liền đi. 200 ly đợi tuần sau đi cưng nè con, hoặc 10 ngày nha, chụp hình cái đưa 200 ly đưa anh đây.
Bông đi về rồi, Thúy Ngân ơi, lên đi chị. Mai lên. Rồi, cháu ơi chị Diệu Phú với chị Dân Nguyễn đi con. À, em coi đặt đúng ni đi, để cái bảng lớn nó ra đi, nó bị dâm, nó bị xấu. Nhẫn nữ em ra cho nhẫn nam chậm một chút mấy chị. Chậm một chút, nhưng mà nó đẹp tại vì mình trễ 10 ngày nhưng mình để mình đeo được 5-7 năm. Tại vì nam á, người ta ít có điệu như đàn bà con gái mình lắm. Rồi con chúc cho cô Diệu Phú với Vân Ngôn. Dòng Đinh Highland á hả? Siêu phẩm về nè, hộp 2 ly 3 nghe mấy chị. Em bán những nó có 63 triệu thôi, mấy chị đặt lại đặt 77 triệu đó, à, chỗ khác á. Đồng hồ đi Vinh á, đồng hồ này chị ơi chết bà, tại giờ nó nói chuyện mà đồng hồ không lên chân chạy. Nó nghe này, Hằng ơi mày cứu chị ba cái này, mày trừ số lượng giùm chị đi hả? Chị đâu có thời gian đâu mà chị làm từng cái được. Nó có cái đai mới nè mấy chị. Đai mới nè, đai hộp baguette nè. Với lại chị nói hàng Duyên nghe, Duyên về đồ là Duyên phải kiểm tra cho thật kỹ. Chị không có thời gian cho kiểm tra, ví dụ đồ nào lỗi, đồ nào nó không đạt là trả cho người ta. Chứ không phải là làm xong to, đặng đủ số lượng to, đặng giao qua cho chị đâu. Ví dụ như giờ người ta đưa em bao nhiêu món mà đồ đó lỗi, thì bây giờ em chỉ giao, ví dụ giao 100 món thì em lấy 99 món. Trả lại cho người ta cái kia, giờ là em phải trả gì cho người ta nhiều lần cho người ta sợ. Tại vì giờ khách mua ai biết ai giao lỗi, người ta cứ nghĩ em bán đồ anh bậy không mà. Em phải kỹ, chị không đã không có thời gian rồi. Rồi không có dòng đinh nè. Dòng đinh ly 50, trời sao bữa nay mày về đi. Ngộ hen cái tốt lúc tao bán 50 cái mày về 55, 56, 0, 3, 4 chiếc vụ gì vậy ba. Rồi, Nam Mô Di Đà Phật cũng hiền cho nó một chút. Con không có giữ nữa để con xấu tội nghiệp con. Dạ chị nửa giao chị ba bộ chị mới đeo được nha. Ai nó nghe nè, Vũ Vũ ơi, chị Diệu Phú đeo một lần ba bộ là em giặt, em dặn Vũ nè, chị xả cái đơn dòng xi măng ra và đem nói nè, Vũ order đặt giùm em ba bộ dòng xi măng có khóa, nhưng mà cái loại ống á, bản và loại ống hay loại tròn này nha, đeo một lần ba bộ thì không thể nào đeo dạng đặt được, mà phải đeo cái loại cao cấp, loại bọng. Đặt hơi lâu nha chị, cái này nếu mà giá đó là cao hơn 100 ngàn đó. Nhưng mà bây giờ tại cái tội dễ thương, cái tội chung thủy, cái tội yêu thương em. Em chơi với chị luôn là 1.3 triệu bằng cái giá đồ là đồ. Đây cái đó là nó về phải, chị phải đeo bọng. Chứ về order 3 bộ đi 52, 3 bộ đi 50 thì chỉ đeo ở trên sẽ là 52, còn 2 bộ dưới đây sẽ là 50. Cái bộ 52 này nó vẫn không trọng với hai bộ này, thì đeo nguyên một sách dài thòn luôn gì vẫn được nha. Nhẫn đang đeo 63 triệu mà chị gái. Từ từ không có like, không có like. 63 triệu. Nè đứa nào cảnh rảnh nè, chăm. Con chụp cái mâm đồng hồ này đăng lên bán cho mẹ đi. Xe 1.2 triệu gam đi, mặt 1.5 triệu. Chụp liền từng cái lên liền đi, tôi không có thời gian. Mấy cái đồng hồ đăng lên bán hình đi, chị nào mua hình mua nhanh đi mấy chị. Con bán hình với bán like là 1.2 triệu gam, cái mặt 1.5 triệu, mặt không thâu vô nha. Đỏ lỗ 10 bán lỗ 20 trong vòng 30 ngày luôn, đăng lên gì lên nhanh lên. Một cái tầm 20 triệu tới 30 triệu, 63 triệu mấy chị gái. 63. À, Nga Nguyễn nè, chụp hình gửi cho Nga Nguyễn, chờ mua lẹ gái. Mày gửi hình đó. Bây giờ hình sòn em gán để người trước người sau nha. Nó nghe nè Duyên ơi, lỡ là mang tiếng thơm, để một người trước một người sau, thà bị bơm bán cho người khác, chứ để như vậy mới chịu bực bội lắm. Tại phụ nữ mà dành lộn được đã, cái chuyển tiền đã, cái không có quạo như giống tao vậy. Dành lộn túi đã, cái mình trước cái không được cái quạo. Cho nên là đâu đó rõ ràng, em để chị nào trước là trước, chị nào dự bị là dự bị. Chị trước trong vòng 5-10 phút không chuyển em bán cho chị sau nha. Ok ha, ok nha. Rồi em chốt cho chị Nga Nguyễn có lấy không? Không lấy là em chốt cho chị Kha Thiên Nghi nha. Tại vì chị kêu chụp, còn chị này chỉ mua luôn đó. Em bao rẻ hơn chỗ khác vài chục triệu một viên là có thiệt. Cái này nói thiệt. Thiệt. Nói thiệt. Men chị thấy em ở dưới quê chứ thật sự là không có đâu. Cái level vậy, không phải là tự đưa bản thân em lên luôn. Nói thiệt nha cả nhà. Trong cái ngành nghề mà em làm ăn này em rất là được ok. Hoặc em đi tới đâu không vậy? Tại vì chị thấy em bình dân, giản dị, dễ thương. Có nhiều chị á, mang cái phong thái cứ nghĩ là em bình thường lắm. Nghĩa là nghĩ em nghèo hơn chỗ khác đó mấy chị. Nhưng mà em nói thật sự luôn nghe, em nói luôn nghe mấy chị.
nếu em muốn khoe là từ đây mà em dài tới cầu Bằng Diệu á, em còn chưa để chỗ để. Em nói vậy thôi là mấy chị hiểu rồi. Tại bản thân tôi bình dân mấy ba ơi, chứ đâu phải mấy ba thấy người ta chỗ khác nghĩ người ta hơn tôi này kia. Cái bà đi mấy bà đội lên còn tôi với bà chà vậy đó. Không phải, con bé này nó dễ thương. Không có cái kiểu là phân cách chị khách VIP hay chị khách không VIP, tại ai mua cũng vậy. Đã phải giàu mình giàu cái người ta đội lên trên đầu. Có nhiều chị nha, đi lên cái trang comment á, chửi em đầy ở trên trển. Chửi em mà chửi trên bài viết đăng hình xong chửi đầy hết. Rồi cái em nói mấy chị khui đồ, mấy chị làm clip cái mấy chị chửi em, mấy chị chửi thề luôn, làm sao em không nghe được mấy chị. Nhưng mà đâu có mình đâu có như vậy với mọi người được, em có làm gì mấy chị đâu. À, ta giản dị dễ thương vậy thôi, chứ đâu phải mấy chị gọi là nó nôm na ta bình thường, chứ ta đâu có tầm thường đâu. Cái tự nhiên thấy tôi đơn giản dễ thương gì, cái tưởng tôi nghèo hay gì, cái mỗi lần nói chuyện tôi nạt nộ. Có nhiều chị chửi thề chửi tôi đi ngựa đi chó đâu, trời vô gì vậy trời. Mà tại tôi không có nói, tôi không có chửi lại mấy ba ơi, thiệt nhiều khi mấy chị chửi cũng rớt nước mắt, mày có làm gì đâu mà chửi nặng vậy, từ từ. Bán đi chị ơi, ok, lên. Tại bữa nay tâm sự đó, đó. Dạ, rồi em chốt cho 36 triệu chiếc nhẫn này. À, 36 triệu em nhận em 72, 7 ly 2, 8 ly 1, 9 ly, 10 ly được luôn, 36 triệu. Nói cho hiểu mấy chị, nói cho hiểu. Nhẹ nhẹ thôi, à, ta quá tội nghiệp người ta ông nội ơi. Ta dễ thương bởi vì à, đi tay số 9, số 10, số 1, số 12, số 3. Nhận dùm em từ 8 ly 1 cho lên dùm em. À, rất hòa. Ừ, bà gửi về đi lưu ly. Bà đâu, bà ở Việt Nam, bà ở nước ngoài gái yêu. Có nhiều chị dễ thương lắm, Vinh ơi ok. Có nhiều khi gửi về mà đeo không được thì mày tính nhiều lỗ kệ đi, mày nuôi lính. Có nhiều chị đó là biết điều dễ thương. Chốt cho bé yêu, ok hết. Ừ, tôi biết rồi, lâu lâu tôi tâm sự cái được không. À, rồi 36. À, chiếc nhẫn 32 cho giống Samba của em mua không. Cái chiếc Samba của em chị là cái bản nó bự 10. Cái chiếc này là bạn nó khoảng 7-8, nó nhỏ hơn chút, chứ nó không phải bằng nhau nha. Rồi chốt đơn luôn em này, nhẫn rẻ lắm nghe mấy chị. Mấy chị phải mua tới 45-48 triệu đó, bây giờ tôi bán 33 triệu chiếc nhẫn này. Dạ chị yêu xinh đẹp, 33, nhẫn nam có lên không anh? Dạ có. Rồi cái đôi này là cái đôi lớn hơn cái đôi của Nhi Phạm một nấc nữa, em có về ba cỡ. Một cỡ đại nhất nha, một cỡ trung là cỡ của Nhi Phạm là 38 đúng không? Nhi Phạm đợi lâu quá cho nên Nhi bán 29 năm. Nhi bán cái đầu đó là Nhi bán giá bơm á, chứ đúng là cái giá hồng bơm cũng là 31-32. Dạ ok chị yêu Diệu Phú. Rồi, đôi này là đôi lớn hơn đôi của Nhi. Có nghĩa là ba cỡ. Cái này L, Nhi là M. Đôi nãy 25 là đôi size S ha, mà size S của em là cũng bằng giá 60 triệu của chỗ khác. Rồi em chốt cho đôi bông này giá quá yêu thương đông đầy 39 triệu đôi lớn nhất luôn em, một đôi duy nhất. Gửi đi Vinh, bạn cứ đưa nha, bạn kêu mà mình coi tin nhắn đi, vô lỗi cho Vinh là bạn không lỗ nha gái. Lời lỗi cho Vinh là bạn không lỗ. Em gặp Vinh ngoài rồi dễ thương lắm á. Ok tình em trời ơi gì đâu mấy chị. Con người với con người nha, quan trọng là cái cách mình đối nhân xử thế kìa, quan trọng giàu nghèo gì. Trời ơi, đâu ai thể hiện cái sự giàu qua cái tài sản đâu. Dạ. Yeah. Ừ, đăng đi, nó mới chị mua nhanh nha. Hết một ngày là qua ngày sau xóa hình con, nhớ canh nha. Đúng 24 tiếng giá này đó. À, rồi chốt nhẫn này em bông tai. Chụp nhẫn bông 6 tao mua chưa? Hết rồi Hà Mỹ em để sao nha. Dạ nhiều khi hiền hiền cái bị chửi hoài mấy em chú gì. À, rồi chốt cho 32 triệu 700. 32 triệu 700 ngàn mấy bà chữ nặng lắm ấy chị. Bông đang đeo 39 chứ không phải 31. 31 là cái đôi trung, đôi này đôi lớn nhất luôn mà em, lớn nhất. Sen lờn 39. Rồi em chị tình yêu Nguyễn Phượng Hồng. Mấy chị chửi thề không mấy chị. Chửi thề. Mà em có làm gì đâu, từ từ mấy chị ơi. Tại vì mua bán mà, ví dụ như 1.000 đơn cũng phải sót đơn hay đơn chứ. Hôm nay em chị Tống Mai hả? Chị Tống Mai sao đau đầu nữa? Vụ gì mà chị đau đầu? Bệnh hả? Nhớ không thuốc nghe. Đây nè, rồi chút đơn em 39 triệu.
Đồng hồ 2,2 triệu á. Ngoan Nguyễn á, coi chị Ngoan Nguyễn sao cái đồng hồ của người ta kìa mấy ông nội này, lấy cái này được không? Cho từ từ tao cho, từ từ. Lên ý đi chị hai á. Ờ ok lên ý. Dài sò nghỉ gì quá trời quá đó. 3 triệu Khai Thi lấy chưa? Trời trời, chiếc nhẫn này rẻ quá nè. Khoan khoan, tôi bán chiếc này xong tôi qua tôi bán ý nha. Em bán có 59 triệu à. Ê trời, thôi tôi để tôi đeo. Dễ chứ hả? Nó quá thấm với nhật sương măng mai. Đây 39 triệu chưa? Bye bye. Chiếc nhẫn này bán 59 triệu nè, bán tao chữ chết luôn á. Bán khùng bán điên mà lên nè. Đợi tôi nghe mấy bà. Mấy bà mà đi ngoại tình chỗ khác là tôi giận mấy bà đó. Ok gái, cảm ơn cái yêu. Đây nguyên chiếc nhẫn 59 triệu nhận giùm em từ 5 ly 4, 6 ly, 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 1 luôn em, tới 10 ly luôn giùm em. Giá quá là thơm. Ngân Nguyễn gửi qua đi, chị đặt cho Ngân Nguyễn ơi. Dòng bi hai len là dòng cặc với hai len là chị không dám về nè, tại vì hộp nhiều. Rồi chiếc nhẫn sờ giùm em. Em chúc đơn. Mấy chị gái xinh đẹp to đùng luôn mà em mua dưới chỗ khác là không dưới 100 triệu, uy tín 100%. Nhẫn 36 triệu đặt lại được Esa ơi. Nhẫn 36 triệu tới nhẫn Phú Lộc Thọ của mẹ, mẹ mẹ ấy đó con. Được gái. Đồ kẹt quá thì 10 ngày giúp em với mấy chị, cái này nhiều đồ quá. Dạ à, tắm 2 ly, Amaro 3 ly, tắm VVS1. Tôi nhập thẳng nha, tôi không có qua trung gian đâu. Tôi là tới gốc luôn, chứ không phải là trên thân cây đâu nghe cả nhà. Con chụp cái lắc sòn cho tên. Cho nên là mấy chị nó quê thiệt nhưng mà nó tới gốc luôn đó, ghế luôn dưới sau luôn. Kiểu là bứng tới ghế luôn đó mấy chị, kiểu là hút tinh hoa nhật nguyệt luôn á. Nó vậy đó. Đẹp quá trời mà rẻ nữa thiệt, kệ mua đại đi mấy chị. Nè quỷ đen nè, quỷ xám nè, mấy chị gái, cái này. Dạ. Tình cảm con người nó nằm ở nhân duyên nha, nợ nần. Nha mấy chị, nhiều khi hết duyên nó này kia kia nọ. Còn này nó ở với mình hoài. Mà nhiều khi giữ tiền thì nó cũng hơi bị khó. Lỡ chồng thấy chỗ chiếc kiện, cái chồng nói trời ơi vợ chồng mà đi giấu cái này kia kia nọ. Đeo này, đeo sò 1 tỷ, chồng hỏi nó 10 triệu nha. Nhưng mà nói với con nhỏ bạn là 1 tỷ 3. Tại vì nhỏ ghét, ví dụ hỏi nhỏ bạn mà nó hỏi giá nhiều là con nhỏ ghét mình đó. 1 tỷ mình nói 1 tỷ 3 nha. Còn thằng chồng 1 tỷ nó 10 triệu nó biết cái gì đâu. Đó, đeo cái này vô cho nó yêu đời ha. Yêu đời giùm em. 59 triệu chị nào bao lâu? Thằng lấy đi cái tay và đeo cho bự bự đi. Ni 20 đặt lại. Giang Nguyễn thì con chụp cho tình yêu Giang Nguyễn đi, đặt 36 đi. Bữa nay có này đồ sòn kẹt quá, ví dụ kịp tuần hiện tuần không mừng ngày nha. Tôi chỉ thôi mà đừng có nói đó. Mày mốt ví dụ lỡ chuyện gì nói chị Vinh kêu giấu gì nghe ba ơi. Ăn uống ngon lành nó bàn tới lúc mà được. Có chuyện với ba kêu tôi là tôi chết, tôi tội nghiệp tôi nha. Rồi Khang Thu là chụp 59 là mã sao đó. Rồi xu lựu đạn tôi là đầu tiên nè. Ni 20 đặt lại chị ơi. Ni 20 em nghĩ sắp phải 3 triệu á. Ni bự. Ở bển thì nực quá chịu không nổi. Nhà có 8 cái máy lạnh vậy đó. Chứ qua đây nực quá. Vũ em khó chịu Vũ lắm. Nè 59 triệu em rẻ ghê. À, Ni 11 là vừa đó Quỳnh Long. Đi đâu ai thảo số đề. Nghĩ rồi nghe mấy chị số đề xưa thôi. Giờ nghĩ rồi. 5 ly không được. Để 5 ly không được. Hồi nãy ai hỏi em lên tí nè, lắc tay nè, sòn nè. Về được có 2 chiếc à, mua đi em tặng nè. Ghẻ quá trời ghẻ. Dòng đinh hồng đặt lại đi ha. Con chụp cái đinh màu hồng cho chị yêu Trần Hương đi con. Con chụp cho gái đi. Đặt lại đi năm ơi, con đặt lại cái dòng đinh cho chị yêu Hương đi. Đặt lại đi gái. Em mua sòn chị Vinh muốn đi ở đợ luôn, đồ đẹp hoài luôn. Ở đợi chứ nhiều khi giàu mấy chị làm chủ chứ nhiều khi chưa chắc giàu. Dạ nhẹ cho nó mấy chị, đỡ có mất công lo chi phí. Rồi em có hai cái lắc này là hai cái lắc. Lắc này là lắc hồ lô. Lần đầu tiên gặp bến tại tiệm vàng Kim Hương Vinh. Rồi tình yêu Minh Lê. Xả cho 137. Làm xong nó mới được về nha. Coi chưa. Trời ơi mặt mày xanh lẻ chưa nhấn đi. À, cái này là gì? Ê sao rẻ vậy trời, có lộn giá không bà Diên khùng. Số có 25 triệu mẹ. Đây đây đây, 25 triệu. Trên hình là sale nhất. Ở trên live là sale nhất luôn, mà em 25 triệu. Ủa Diên ơi mày có lộn không Diên, tiền vàng ta không gần cái đó hả Diên? 48, 50, 52, 54, 56 luôn mà em.
lên những hột sòn nhỏ nhỏ ha chị yêu. Có đây, em có chiếc nhẫn sòn hồng này nhận em từ 5D4 trở lên, dòng cặt chia hộp. Đây còn chiếc nè, nhưng mà cái này nặng hơn, đi 50 nè, sale cho em 1.2 triệu. Cái này cái bảng chỗ này nó dày hơn, nãy cái bảng nó 2 ly, bảng này bảng 3 ly nha. À, đây dòng cặt chia sale cho 1.2 triệu đi, tay 49, 50, 51, 52. Lắc cái này lắc sòn hồ lô tài lộc luôn em, đi 48, 50, 52, 54, 56, 58 nó được luôn em. Hai ừ biết rồi bạn ơi, khu đồ chơi mà có vàng 18 được không, mua vàng 18 đi, kêu nó xi trắng lên cho em nha. Vàng 610 đang có đó, kho đồ chơi y gan vậy đó cưng. Sao sao vàng 18 nó đang nhái kiểu đó ra đó. 52 dừa không dừa lấy 20g 33 nhân chân 1.2 triệu, 24 triệu 400. Nặng hơn á cái yêu, cái này ta bán tới 32, 33 triệu. À, đặt cho Hà Mỹ vỏ 63 đi con. Ờ inbox cái trang trần nè. Trời mấy chị ơi, 36 nó lộn 63. 244. Trời ơi không gà ăn bánh mì không mấy chị ơi. Bỏ muốn chết. Ừ. Mà bây giờ livestream nó tối này. Yến Linh là cái lạc khoan này từ từ tới này mấy bạn ơi. À, mấy bạn nào bạn gọi các bạn báo mình về với bạn nha. Có bạn tới đâu thì mình tới đó. Rồi 25 triệu luôn em. Tập trung làm việc nha, bớt bớt nhiều chị, ai nói chuyện phạt 70 ngàn nha, phạt nóng, phạt liền tại chỗ luôn á. Rồi im lặng. Rồi nín mấy chị hư nó quậy luôn. 25 Yến Linh. Rồi chốt lùm em 25. Ok. Bắt đầu hôm nay là ngày mấy mẫu ơi? Bắt đầu từ ngày mai. Bữa nay là ngày em xuất hóa đơn là ngày mùng 5. Mùng 5 tháng 6. Là bắt đầu 10 20 là trong vòng 1 tháng, qua 1 tháng là 15 20 là sòn. Còn đồ ý qua 1 tháng là 15 25. Rồi, chút xíu chị sẽ báo em vàng 28 bán nhiều đổi lỗ nhiều luôn, 17k sao luôn ha. 17k bán lỗ chỉ 200, đổi lỗ chỉ 50. Còn vàng vàng 610 lỗ chỉ 250 là bán, đổi lỗ chỉ 50, hư thì 100 nha. Loại nào đổi loại đó, đổi các loại cộng thêm 5% với lại 50.000. Trời ơi gì ha? Ờ tao mệt quá. Ờ bán nhiều thứ cũng mệt mấy chị ơi. Trời ơi nói gì nói mà nó không gì cho nó. Đây 2450 cái đồng hồ xanh kia kìa. Ủa đồng hồ đỏ hai cái hả? Cái này của Hoàng Ngọc Ẩn nè. Này ngày mai em có đầu đền trời đi mua lên 1.8 triệu cái gì? Trời ơi có chuyện dính mật hết trơn đó nha. Em có cái dòng này 106 triệu em sale và 74 triệu 500 nè. 74 triệu 500. Có đi qua Malaysia anh Ali Hoàng Vũ Alibaba Alibaba. Dạ có anh có ạ. 22450 là cái màu xanh kia đó con gái. 25 kia chưa. Nên đây em chỉnh sửa đi được em, dòng cặc chi sòn 106 triệu mà bán có 74 triệu 500. Sướng muốn chết. À, đang bán hả kìa. Muốn khùng luôn à, muốn khùng luôn ấy. Tôi tội nghiệp ba mẹ tôi ngày xưa. Trời ơi cực quá ông nội ơi. Cực quá. Đưa vốn xíu cho Hoàng Ngọc Ẩn nghe đồng hồ kìa, đây em có dãy nghe. 74 triệu 500 dùm em. 6 ly 3 ơ VS1 1K3 số lần dùm Vinh nha. Vinh bán 140. Vinh bán 140. Mặc đỏ cho đất hàng nha. Rồi lắc sòn nè. Em chốt cái lắc này hộp 2 ly hộp VS1 27 triệu 74 triệu 500. Có chừng dính mực đó mấy bạn ơi. Nhớ nha. Áo sống này mấy bà kêu tụi nó về phòng lấy giùm em nha. Ai hộp 140 Hằng ơi, nước ơi mày có không cho chị hộp coi. Mình còn tới 3 viên mà giờ biết tao lấy giấy cho bà nữa. Còn 3 viên à, cái đó là Ý Ngân ơi. Mà Ý cái hộp đẹp như sòn. Chốt với tình yêu Ngân Nguyễn 745 nè bạn yêu ơi. Bà nào được tôi kêu bạn già là hân với tôi lắm đó, bạn già đó à. Rồi chốt. Bông tai full sòn. Đặt 42 được không? Được Phương Lê ơi. Duyên ơi. Chị nào mà nói đặt đặt vậy đó mày hỏi tao tiếng kia ok, dù tao lỗ hay tao về vốn cậy tao. Nhiều khi mày thấy không có lợi cái mày không đặt cho mấy chị hả? Cậy đi. Mày có lợi có lỗ có lợi. Đỉnh. Đồng hồ bán trên hình đó, em có 20 cái đó mua trên hình đi. Em lại không nổi. Mấy chị em bữa nay xong rồi tới tối ngày mai là em xóa cái bùm đó, là em không bán cái đó đâu nha, là chỉ có đồng hồ thôi Duyên ơi. Ngày mai đúng giờ này là em xóa hình đó, là em không bán cái đó đâu nha cả nhà. Vô mua đồng hồ nhanh nhanh đi cả nhà. Nè cái dòng này của chị kia nè 63 triệu tại tiệm nè, có lấy không lấy tao bán nè. Minh Quỳnh đặt được nè, rồi giờ nè
Tôi chốt được rồi nha, bạn sao? Đây nè, Gia Hân nè. Phương Lê được, bà gửi qua đi Lê. Nhớ cái chị tại tiệm không? Gửi giấy 140. Nó nghe nè, bây giờ giấy 140 chút xíu ha. Bây giờ mày nhắc mẹ ngày mai mày đăng cái tờ giấy 6 ly 3 nước ơ coi. Muốn sốt lại nữa rồi, không gầy sốt hoài, sốt tới sốt lui như vậy. Bây giờ một là lấy, hai là bơm, xả ra. Có bơm không? Bây giờ 78 triệu nè, tao nói tao đền 63 triệu, bây giờ có bơm không? Tao bán lỗ nè. Đây, thôi giả đây. Dạ không, chị xe đầu qua ơi. Còn đặt lại được Phạm Kim Ngọc ơi, bây giờ để sao em chiếc nhẫn 36 triệu đi con. Chị nào đầu tiên cứ chuyển liền còn không, 5 phút sau mày em mới chuyển, mày bán người khác, cái duyên mày đúng chứ con ơi. Rồi vô tao bán đây, trả đi. Trời tới Bến Ninh Kiều học 2 ly 8, 2 ly 9 nè. 63 triệu, dành lộn mới chốt được nha, nhanh nha. 8 ly 1 nước ép mắt quá, mua tuột nước đeo được rồi, nội ơi, mua nước y đeo thôi. Nè mấy chị, siêu đẹp luôn, em làm gì có giá này. Khách ghé tiệm đặt bây giờ nó bơm tôi gì rồi. Nhẫn này có nhiêu chiếc, 5 chiếc nè. Lớp 27 triệu giùm em đẹp gì nè. Trời ơi, nó rẻ chết, vòng tay sờn ở chỗ khác bán 115 triệu, nội mẹ ơi. Rồi đi tay 48, 50, 52, 54, tấm đi vi xoan 27 triệu. Trời giá nó bảo là mấy chị rẻ luôn, cực kỳ luôn em em. Nó nói, giả nó chị xe đầu qua 28 triệu, mua không? Có, mua. Có gì, muốn mua rồi. Nó nghe nè, giờ tôi dọn tùm lum lá trơn rồi, và nó của nó rồi. Ê, đây tôi đây. Ủa sao vậy, người ta đi đâu không nãy? Nè nè, rồi đây cho hai con tường giữ tao đi, vô sổ. Ở đâu? Giữ đi, hết trơn rồi. Nè 27 triệu em nè. 36 bán 27 nè, tự nhiên cái đầu bưng bưng nữa rồi. Chuyển tiền rồi đi mấy em nội ơi, chuyển tiền cho hết nhức đầu được không? Chuyển tiền đi chứ không tiền cái bị nhức đầu quá. Bệnh gì kỳ với bệnh này chứ mấy bà có bị giống tôi không? Ai người nào bị bệnh giống em thả tim coi, bệnh gì không tiền gì bị nhức đầu ba ơi. Máu ra nhức đầu. 27 triệu giùm em, hai tầng hột tấm to luôn em. Ni 48 50 52 54 nữa được. Vậy là tối nay mày ngủ với cô nghe lấy. Tao nghiệp cô. 27 triệu rẻ. Coi tôi nói thì chần chần tự nhiên sáng nhức đầu, hai bàn tay bưng bưng ra trời. Cái này bệnh hoài mấy chị, ngày nào cũng lụi thuốc. Hôm qua ba lụi tôi như cục bánh cam, hôm nay hết chấm kiếp này. Vừa trước mới khen, trời ơi, chích là gót với chích bề mà chích không có nhức gì trơn, đã lắm. Qua ngày sau có tôi như bánh cam luôn ba, tôi hết chấm chích luôn rồi, tôi hết chấm khen ai không nội ơi. 27 sao? À, mặc áo dài không? Em mặn quả mấy chị, cho nên là em thích màu đỏ, màu hồng, màu xanh. Ngày xưa thì cuộc đời em thích màu trắng với màu đen, nhưng mà giờ không biết sao mấy chị giống em đi, mặc đồ màu lên cho em. Cuộc đời mấy chị cũng nở hoa, cuộc đời vui luôn nghe mấy chị. Thích đen với trắng luôn, cuộc đời nó buồn quá bà ơi, sáng thức dậy khóc hàng mắt sưng bụp bụp. Không ai thương mắt sưng bụp bụp. Su Vinh, em Vinh còn một đơn trả cho chị chưa? Ok trả liền chị. Đi mượn nợ trả liền luôn. Trả ra mày đi mượn nợ trả lại tiền cho số số em. Ok cục cân. Chị ơi, chị phải hoàn về tới tụi em mới trả được. Nó mới đúng thao tác chương trình đó mấy chị. Tiền vốn nhanh hơn tiền ra. Tiền ra phải diệt rồi nọ. Dây Cuban ha. 8 ly 1 nước trì. Cho em nghĩ hôm nay nó tầm chắc 350, 380 vậy đó. Mà thì tao bán cho đó đó, rồi tao nói tao bán cho đó mà mày không chịu rồi. Thấy rẻ định mua lợi gì có lên ý không á, em lên cho ha. Mãn quả chứ hiền khô, không có bốc quả. 6 ly 3 nước tri 93 triệu hết trơn rồi ông nội ơi. Này cái nhẫn này đẹp quá nè, rẻ nha, lên nha. Em bán có 52 triệu nhẫn này thôi. Cũng đẹp luôn mấy chị, Amaro to luôn, 52 triệu, nhận giùm em. Em hả, em không có bị gói loạn tiền đình mà em bị gói loạn live stream. Em không có loạn tiền đình đâu. Cái đầu em suy nghĩ tích cực lắm mấy chị, em không có bị gói loạn tiền đình.
xin hả? Không nhớ Facebook nào đâu nội ơi. Em chỉ có bị gói lọn livestream thôi, tại em không có livestream được là em bị bệnh thôi vậy à, tại tiệm có vô. Gói lọn money với livestream á. Tại vì không like là không có tiền. Trời ơi. 52 triệu có like mới có tiền, không like có tiền. Thiệt, thiệt luôn. 40 đứa nhân viên đây bán chứ không có bằng một ca với Vinh băng like nữa, thiệt luôn, nói thiệt. 52 triệu giùm em cái này. Lên nhận nhỏ nhỏ sòn hả? Ờ, bà tổng nghiệp bạn đây đây nè sòn. Đồng hồ 2450, cái đồng hồ vuông vuông vậy nè, con bóc đây đây. Vô 2450, 27 triệu nãy tao vô rồi mà. Dạ, em chỉ có lộn money and live stream. Đó. Rồi đây, chốt đơn cho này cái nhẫn nhỏ. Halo này mấy chị, em bán rẻ nha, hộp 2 ly đó. Mà em bán có 17 triệu 500 thôi đó mấy bà. Nhận giùm em từ hộp 7 ly 2 trở lên nha. Nhận hộp em 7 ly 2, em hỏi mấy chị nha. Đàn ông thì tới tứ lỗ tường sẽ có một chất đổ. Ông thì mê đá gà thì không mê gái, còn mê gái thì không mê rượu, mà mê rượu thì không mê gái. Còn có nhiều ông thì mê hết luôn, tại vì giàu quá mê hết luôn. Phụ nữ mình không lẽ mấy bà đâu phải là tiên thánh gì đâu mà không mê trời. Mấy bà mê làm đẹp thì nhiều khi có những lúc làm đẹp á nó hư da hư bọng không chừng, ta không làm đẹp không đúng cách. Còn này là đúng rồi. Đây. À, 17 năm. Được tặng hộp luxury luôn mà em. Ờ, ngày mai mới gửi được Ngọc Vương ơi. Ngày mai em gửi cho cái này nè. Trời ơi, này mấy chị sốt rồi nè bà ơi nè. Nóng hổi rồi nè. Trời ơi, nhỏ này lại ra nó hồi. Đồng hồ hết trơn rồi. Nè còn hai cái này nè, có thiếu nại không? Bán 1 triệu bán lỗ. Chị nào lấy 1 triệu đen comment đen, chị nào 1 triệu trắng comment trắng. Vui vẻ nghe cha, không có đừng có chữ nghe nè. Chịu nè, lẹ đi, chịu đen, chịu trắng. À, bị bung một tấm á, chị gửi lên em coi nghe. Nhiều khi chị có đeo bô tai chị Dương không? Với lại mấy chị, có nhiều khi á, mấy chị xài nhẫn á, em không có bao được cái chuyện này mấy chị. Đây mấy chị nghĩ nè, mấy chị nhìn nè. Ở đây á, nhiều khi cái chấu nó mỏng á, thì cái hột nó mới sáng, nó mới to. Còn cái chấu mà nó dày quá thì hột đâu có to. Công nghệ bây giờ á, ok tình yêu Vương Ngọc, Ngọc Vương. Công nghệ bây giờ á, là nhìn cái viên tấm nó phải sáng. Thì cái chấu này mấy chị nó phải nhỏ thì nó nhìn cái viên tấm nó mới sáng. Mà nhiều khi cái chấu nó nhỏ mấy chị, mà nhiều khi mình dướng bao tay hoặc mình lao khăn này kia kia nọ, nó dướng đó mấy chị, nó còn mới nó dướng, nhiều khi nó bị xúc cái chấu mấy chị đó. Chứ em không biết sao giờ mà quản với cái chuyện nó được, nó thông cảm giúp em được không đó, nghe mấy chị ấy đó. Rồi chốt màu trắng với bạn Minh Quỳnh Quỳnh nè, 1 triệu trắng nè. À, hai bên đây nói chuyện phạt 50 nha em. Rồi màu đen tho tho nè. Rồi một đen tho. Rồi ok. Rồi nhẫn chút 17 năm hết rồi. Trời ơi, nhẫn này bà mua có 38 triệu mua được đó, hộp 2 ly đó mấy chị. Chị ơi, chị tho tho là một đen lên là một đời đó. Hết rồi không còn. Rồi đồng hồ hết rồi mấy chị ơi. Đơn giản gì chứ mấy chị đẹp mà. Vô em 7 ly 2 được nè. À, 7 ly 2, 8 ly 1 được luôn. À, em gửi cọc nến thanh luôn hả gái, ok để nhìn coi. Thôi thương quan hỷ nha, thương quan hỷ. Suy nghĩ với Vinh ha, ví dụ nhân viên có làm chuyện tào lao nọ, mấy chị nóng nóng mấy chị uống một ly nước dừa vô xong rồi mấy chị bình tĩnh lại. Với lại mấy chị phải tu, mấy bà ghét giống như nhiều khi nóng nóng, nhiều khi mình bình thường mình hay, mình chửi quen rồi mình từ từ mấy chị phải tập lại, mới tập tu tập lại. Đang cho mình để đức cho con mình nữa. 17 năm, đợi mình đợi con mình nữa. 17 triệu 500 ngàn. Rồi em còn chiếc nó duy nhất bỏ lỡ tiếc. Ta bán 30, ta bán 17 năm đồ mới về đó. Wow. Nó bay xong chưa? Nó chưa xong nữa, à, ở tới khuya luôn. 17 năm. 58 luôn. Không được. 58 đặt lại thì có nghĩa là đặt lại chứ gì biết không? Hai bên nó méo vô gì nè. Em đẩy ra gì là nó gục cái đầu cái e cạc tia xuống. Hay là nếu chị thí dụ như giữ được trả tiền 74 năm giữ, con không cho xin 2-3 triệu thôi. Tại cái này nó lớn hơn nhiều á. Hiểu con hiểu Vinh nói không? Thí dụ cái dòng 1 bằng 1 em ra được, nhưng mà cái dòng nó hai quẹo nó gì nè. Quẹo, gãy luôn. Giờ chị muốn đặt cái dòng 63 cũng được. Hoặc là cái này cũng được, chị muốn lấy cái nào cũng được chiều chị. Tại dòng 63 Thảo mua rồi nhưng mà được, em cho đặt chứ. Rồi 17 năm nha. Rồi cho em 17 năm. Tối mai em lên đấy nha, tại mai buổi ban ngày em lại phải đi công chuyện một lần nữa cho nó đó, em đi đám một lần nữa cho nó xong. Lắc tay rẻ nó này mấy chị ơi,
Rồi ngày mai đồng hồ ý tôi đăng hình rồi đó Nana, lên hình mua đi. Đúng ngày mai giờ này em tắt hình. Còn mấy em sao rồi? Mấy cho mấy em về nha. Trời nhỏ này. Quỷ. Trời mẹ cũng buồn ngủ trong bụng rồi, buồn ngủ của mấy chị bữa nay về ngủ sớm bữa. Nha, bye bye nha. Mai 7 giờ gặp nhau nha. Mai sáng em đi đám cái nơi tao quan trọng lắm, người này không đi đám em muốn tao không nhìn mặt em luôn á, ban ngày đi ở xa. Ha. Rồi ok mấy chị, cái nó mô gì đó Phật. Rồi xỏn này rất là nhiều. Đây. Nó quá thấm như sương mà đây là em sẽ đổ sòn mới vào. Trong tủ chân sòn là riêng mấy ba, này là riêng nha. Riêng đó. Nè. Giờ còn hai ba gỗ của anh gì đó. Rồi từ từ tôi lên. Cái lắc rẻ cái đi, mai lai em nội ơi đang ổng rồi thương đi. Trời lỡ đổ ơi chồng lên rồi. Ai ở Long Xuyên mai ra tiệm mua được đi rồi mai lại là lựa đi rồi tôi tính giá lai cho. Mày đưa nhân viên không tính giá lai đâu nghe, đưa tôi tính nha. Mắng 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 đi cho lời nhiều chút. 1350 đi mẹ ơi. 1350 đi. 1399 với 135 đi. Em sale cho 1 triệu nè. Đi tay 50-52 nè. Bán cái này xuống đó chị. Đồng hồ xanh nữa. Nè cái này. Cái này 2 triệu rưỡi nữa mấy chị. Ở ngoài cái màu này xanh lắm á. Trên đây bà nội này áp cái gì á. Áp màu cái gì á. Ba kỳ quá à bà. Bữa nay mà không áp nhìn em thấy ghê lắm mấy chị. Thông cảm giúp em nha. Nó ơi ở ngoài đẹp hơn. Em mang con chụp cái lắc 75 triệu. Chị yêu Trịnh Linh coi cái lắc mà tròn tròn anh quanh. Chị em bao rẻ nhất cái hệ mặt trời luôn cho chị. Mà tắm nha em là tắm VV Swan đó nha chị. Em bán rẻ đẹp to bự cho chị yêu. 1 triệu gam vòng nè. 18 triệu 050. Bà Trang Huyền bà sợ không kịp. Bà đăng bà comment trước. 1 triệu vòng trước này. Bà gán thương tôi bà đừng đi ngoại tình nha trời. Trời ơi phụ nữ mình phải chung thủy này nọ. Chồng mới thương. Đồng hồ mua trên hình giùm em đi. Đồng hồ bữa nay 20 cái này em bán trên hình 1.2 triệu một gam, mặt dẫn 1.5 triệu. Đổi luôn 10 bán lỗ 20 trồng chồng 30 ngày luôn. Chốt giúp em đúng ngày mai 24 tiếng em xóa cái bùm đó nha cả nhà. Nào nói trước hết rồi này con. Này vô 18 triệu mấy đi 1 triệu nha. Bye bye mấy chị nha. Ok, ngày mai 7 giờ gặp nhau lại. Hết ngày mai. Bắt đầu ngày mốt là live từ giờ 9 giờ rưỡi sáng tới tối. Thì sẽ ốp vào 3 giờ để em nghỉ ngơi một chút rồi tối lại tiếp. Ok, bye bye mấy chị ơi, ok.